chương 2520, lại một quyển thượng. Căm ghét chứ vậy, đến từ thiên địa, chính là chán ghét, không có nguyên nhân. Tự sát a, à, độ khó này rất cao, ta còn thực không biết." Lăng Hàn cười nói, "Nếu không, người đến làm mẫu một hồi." Lý Kỳ Na ngẩn ra, hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn sẽ lập tức khóc giống xin tha tuyệt đối không ngờ lại còn sẽ châm biếm lại, lá gan này thật không nhỏ. "Nếu không phải ngươi quá đáng ghét, ta ngược lại có thể thu ngươi làm thuộc hạ, thu phục người kiêu căng khó thuần thú vị nhất." hắn từ tốn nói, đáng tiếc, hiện tại ta hoàn toàn không có tâm tình như vậy. Hắn đột nhiên ra tay, công tới Lăng Hàn. Đây là một cuộc chiến không cần thiết, nhưng nếu đối thủ đã giết tới trên đầu, Lăng Hàn tự nhiên cũng không có đạo lý chờ chết, lúc này thân hình lấp lẽ, tránh thoát đòn đánh này. Hắn không biết thanh niên này có lai lịch gì, cũng không muốn nhiều chuyện, dù sao hắn muốn biết điều làm việc A. À. Mấy ngàn năm qua, Lăng Hàn đã hoàn toàn nắm giữ quy tắc của dị vực, chỉ ít ở cấp bậc trảm trần, hắn thân hóa ngàn vạn, đây là hư linh không gian bản yếu hóa lại có thể nói là cường hóa bản yếu hóa là bởi vì bây giờ cảnh giới của hắn quá thấp khẳng định không bằng hắn ở nhị bí triển khai mà cường hóa là dung hợp quy tắc hai giới làm cho hư linh không gian ở trảm trần trở nên càng mạnh hơn có chút ý nghĩa có thể tránh thoát một đòn của ta nhưng cũng chỉ một lần mà thôi như thế lý kỳ na cười nói nhưng không để ý chút nào phân hồn cùng trảm trần vốn là cách một rãnh trời chớ nói chi hắn là thất liên tam diệp hắn lại ra tay, năm ngón tay hóa thành lưỡi đao vô tận, bắn nhanh về phía Lăng Hàn. Tính khí của Lăng Hàn tuyệt không tính là tốt, vừa rồi còn nói mình phải khiêm tốn, nhưng bị Lý Kỳ Na hùng hổ dọa người, bản chất thật nhất thời xông lên não, đâu còn nhịn được, một quyền nắm lên, Giáng trả về phía Lý Kỳ Na. Không tự lượng sức, Lý Kỳ Na cười gần, dưới cái nhìn của hắn Lăng Hàn, động tác này tự nhiên là châu chấu đá xe, chỉ là trong tuyệt vọng tẻ nhạt chống lại. Oanh, dưới một đòn, lý kỳ na nhất thời thì thịt thịt liên tiếp lui về phía sau mà lang hàn cũng giống như thế sắc mặt của lý kỳ na nhất thời thay đổi đối phương lại có thể cùng hắn liều cái cân sức ngang tài phải biết hắn là thất liên tam diệp hơn nữa còn là vương giả coi như đối phương là đế giả lục liên ngũ diệp vậy sức chiến đấu cùng lắm cũng là thất liên nhị diệp làm sao có khả năng sánh vai với hắn hơn nữa trong cơ thể đối phương có khí tức quái dị lưu chuyển để hắn không tự chủ được chán ghét càng muốn giết người trên người ngươi chắc chắn có trí bảo gì lý kỳ na nhìn chằm chằm lăng hàn nếu không thì ta không tin một tên lục liên ngũ diệp có thể ngang hàng ta lăng hàn nhún nhún vai nói đó là ngươi không có kiến thức ngươi là được bảo tàng của một vị tổ vương đi trên mặt lý kỳ na lóe lên vẻ mơ ước nếu không thì một tổ khí đang độ kiếp một người trẻ tuổi nắm giữ sức chiến đấu vượt qua bình thường làm sao cũng không hợp lý nhưng thủ đoạn của tổ vương vô cùng nói không chắc có thể để võ giả nắm giữ sức chiến đấu trên trình độ bình thường tất cả những thứ này đều là của ta hắn giết tới thiên sứ cùng ác ma tộc nguyên bản không xưng được hữu hảo đánh đánh giết giết thực không thể bình thường hơn được lăng hàn hừ nhẹ một tiếng hắn cũng bắt đầu động sát ý quả đoán ra tay tàn nhẫn vô tình cái gì biết điều hắn căn bản không có khái niệm này a à? ầm um, ầm um, ầm um, hai người kịch liệt đối chiến nếu như lăng hàn có thể bạo phát toàn lực Vậy giết đối thủ này tự nhiên dễ như ăn bánh, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể vận chuyển quy tắc của dị vực, sức chiến đấu liền bị hạn chế đến thất liên tam diệp, thực lực sắp xỉ lý Kỳ Na. Bởi vậy, tuy hai người chiến đến kịch liệt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể phân ra thắng bại. Thánh quang diệu chiếu, vạn giới nhận trạch, Lý Kỳ Na hét lớn một tiếng, bỗng nhiên bùng nổ ra một đại chiêu, nhất thời, lực lượng của ánh sáng vô hạn xung kích, thật giống như toàn bộ thế giới đều thành thiên địa ánh sáng, khiến người ta ấm áp cực kỳ thoải mái. Nhưng mà, Lý Kỳ Na từ trong thánh quang này giết ra, muốn nhân cơ hội đoạt mệnh. Ý chí của Lăng Hàn vô cùng kiên định, cái này căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng với hắn, chỉ đấm ra một quyền, có 5 tháng tang thương. Hắn dùng tới quy tắc thời gian, để Lý Kỳ Na ra quyền trở nên cực kỳ chậm chạp. Đáng chết, Lý Kỳ Na hét lớn một tiếng, toàn lực bắn ra quy tắc quang minh, nhất thời trục suốt quy tắc thời gian, tốc độ tăng vụt. Quy tắc thời gian cao hơn quy tắc khác, kia là so ở cùng cấp, nhưng cảnh giới của Lý Kỳ Na cách xa Lăng Hàn, toàn lực bạo phát quy tắc quang minh đương nhiên có thể chống lại quy tắc thời gian, nhưng để hắn tiêu hao rất lớn. Hắn thở dốc, chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể còn lại không đủ nửa, còn tiếp tục như vậy hắn sẽ tiêu hao hết lực lượng. Cái này quá dọa người, một tên lục liên nho nhỏ lại có thể làm võ giả thất liên tiêu hao hết lực lượng. Hắn không dám lại lỗ mãng tiến công, mà lấy thế phòng thủ làm chủ, tiết kiệm lực lượng tiêu hao, một bên đang đợi tiên ma kiếm hoàn thành độ kiếp chỉ cần hắn có thể vồ lấy tổ khí này vậy giết lang hàn không phải tựa như chơi đùa sao chiến thuật này thành lập lang hàn lại yêu nghiệt cũng tranh lệch một cảnh giới lớn chỉ có thể áp chế lý kỳ na mà không cách nào trọng thương đối phương nếu như tình cảnh này để cho người khác nhìn thấy khẳng định mỗi người đều sẽ cực kỳ khiếp sợ đây tuyệt đối đánh vỡ thiết luật võ đạo gần như sau một ngày lôi vân đột nhiên tán đi phù tiên ma kiếm hào quang rực rỡ vết dạn nứt trên thân kiếm càng ngày càng nhiều đột nhiên phá nát rớt xuống vô số tạp chất, sau đó liền thấy một thanh kiếm mới nhắm thẳng bầu trời, tựa hồ có thể dễ dàng xé ra bầu trời. Tiên ma kiếm thăng cấp xong xuôi, đây là một tiên khí. Ha 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 ha, Lý Kỳ Na cười to, đột nhiên bay người lên, chộp tới tiên ma kiếm. Đây là của ta, hắn chờ chính là thời khắc này, tốc độ xác thực nhanh hơn Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không ngăn cản, mặc hắn nắm tiên ma kiếm ở trong tay. Nạp mạng đi, Lý Kỳ Na vùng kiếm công kích, coi như hắn không cách nào kích hoạt tổ khí, nhưng tổ khí chỉ là ở trên trình độ sắc bén liền có thể nghiền ép chúng sinh, chém cái gì không nát. Chương 2521, lại một quyển hạ. Một kiếm kéo tới, phối hợp dáng dấp tiêu sái của Lý Kỳ Na, giống như phi tiên a. Lăng Hàn chỉ nở nụ cười nói, kiếm đến, xèo, Lý Kỳ Na chỉ cảm thấy tay phải run lên, tổ khí lại bay ra. Cái gì? Hắn dùng miệng hình nói, trên mặt có khiếp sợ không nói ra được. Tổ khí a? tuyệt đối không thể nhận một tên lục liên làm chủ, thậm chí cửu liên cũng không được. Hơn nữa, không tới tổ vương cũng không cách nào kích hoạt tổ khí, bởi vậy hắn cực kỳ chắc chắc, vồ lấy tiên ma kiếm liền thắng. Tuyệt đối không ngờ, Lăng Hàn lại có thể sai khiến tổ khí, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Cả người hắn không khỏi run rẩy tổ khí phát huy, 100 triệu cái hắn gộp lại cũng không đủ giết. Lăng Hàn nhoèn miệng cười nói, không cần xuất sắng, đây cũng không phải tổ khí, chỉ là bản thân kiếm đạt đến cấp bậc tổ khí mà thôi. Tiên khí, cùng dùng tiên kim chế tạo thành vũ khí sắc bén, đây là hai việc khác nhau, nhưng thông thường mà nói, tiên kim ngay cả tiên vương cũng rất khó có, đương nhiên đều được tạo thành tiên binh, kỳ thực đó là một khái niệm. Trong lòng Lý Kỳ Na an tâm một chút, nhưng vẫn có loại sợ hãi khó tả, tuy kia không phải tổ khí, nhưng ở trên trình độ sắc bén là giống nhau, căn bản không cần trực tiếp cắt chúng, một đạo kiếm khí cũng cực kỳ đáng sợ, đủ để xé rách hắn. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, đột nhiên quay đầu bỏ chạy cũng không tiếp tục suy nghĩ tổ khí này, chỉ ít trong thời gian ngắn sẽ không nghĩ tới. Lăng Hàn triển khai hư linh không gian, cấp tốc đuổi theo, cười nói. Vẫn không có xong đâu, rời đi gấp như thế làm gì. Lý Kỳ Na không đáp, chỉ nhanh chóng lao đi, nhưng hắn không thể nhanh hơn Lăng Hàn, rất nhanh liền bị đuổi theo, chỉ thấy một đạo hàn quang kéo tới, để hắn cả người lông tơ dựng đứng. Hắn vội vã xoay người lại nổ ra một quyền, hồn lực ngưng tụ thành quy tắc, hóa thành một quang minh thần quyền, đánh tới Lăng Hàn không cầu đả thương địch thủ chỉ cầu lăng hàn ngăn cản để hắn có thời gian chạy trốn soạt tiên ma kiếm đánh ra kiếm khí đảo qua quang minh thần quyền kia lập tức bị chia ra làm hai kiếm khí không chút nào đình trệ tiếp tục vót qua phốc lý kỳ na bị cắt thành hai đoạn chết một cách thống khoái lăng hàn cũng líu lưới không mớt phải biết hắn cùng lý kỳ na thực lực tương đương nhưng chỉ có thêm một thanh kiếm lại nắm giữ thực lực tuấn sát đối phương suy nghĩ thêm cũng đúng nếu như tiên ma kiếm thực là tiên binh vậy thăng nguyên cảnh cũng có thể dễ dàng giết, tuy hiện tại ở cấp độ của quy tắc không tới, nhưng dù sao cũng là tiên kim tạo thành, nếu không có uy năng lớn lao, còn có tư cách được gọi là tiên binh sao. Lăng Hàn lắc đầu, đi tới tìm đồ vật trên người Lý Kỳ Na, nếu người đã giết, thì không cần khách khí. Ồ, Lăng Hàn phát ra âm thanh kinh ngạc, trên người Lý Kỳ Na đương nhiên là có không gian thần khí, nhưng hắn lại cất giấu một cuốn sách trong người, không có thu vào trong không gian thần khí. Hắn vốn tưởng rằng đây là một tờ pháp chỉ, Kỳ quái sao tên kia không dùng, nhưng rất nhanh phát hiện không đúng, bởi vì hắn không mở ra được quyển sách này, hơn nữa cũng thu không vào hắc tháp hoặc trong không gian thần khí được. Chuyện này, hắn từ trên người lấy ra một cuốn sách khác, đây là hắn mới vừa vào tiên vực sau đó từ bên trong một ổ sơn tặc đạt được, bởi vì không mở ra lại không thể thu vào hắc tháp, để hắn cho rằng ghê gớm, vì lẽ đó vẫn thua ở bên người, nhưng trên thực tế đồ chơi này không có một chút xíu tác dụng. Hiện tại hắn lại ở dị vực nhìn thấy quyển sách thứ hai nhưng xuất hiện ở ổ sơn tặc, còn có trên người một thất liên, tựa hồ nói rõ thứ này không đáng giá, nhưng ngay cả hắc tháp cũng thu không vào, lại sẽ là đồ vật phổ thông sao. Quái lạ, thứ đồ này đến cùng là cái quỷ gì? Lăng Hàn hai tay cầm một cuốn sách, trước đây chỉ có một cái vô bổ, hiện tại là hai cái. Trước đây giới hạn ở thực lực, Lăng Hàn không có kiểm tra cuốn sách thứ nhất quá nhiều, sau đó cũng từ từ quên, hiện tại một lần nữa nhìn thấy, tâm hiếu kỳ của hắn liền không nhịn được nữa. Hắn dùng tiên ma kiếm đi đâm, khi mũi kiếm đụng tới quyển sách, vù, một đạo ánh sáng kinh người chói lọi, để hắn chỉ cảm thấy trong tay tê dần, tiên ma kiếm suýt chút nữa tuột tay bay đi. Cái này, hắn kinh ngạc, quyển sách này còn thật có chút hổ báo a, à, ngay cả tiên minh cũng có thể ngang hàng. Hắn vào đầu bứt tai, rốt cuộc phải làm sao mới có thể mở quyển sách ra đây, hắn quá hiếu kỳ. Lăng Hàn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cất đi hai quyển sách, đồ chơi này nếu không đụng chạm thì như giấy phổ thông. Căn bản không cảm ứng được có chỗ đặc thù gì. Sau này hãy nói đi, hiện tại trước tiên cải tạo khi thiên thuật lại nói. Hắn tiến vào hắc tháp, tìm hiểu ở dưới luân hồi thụ, mà chúng nữ sớm liền làm như thế, đánh đổi là lượng lớn tinh thạch tiêu hao, có điều bọn họ nhiều tinh thạch lắm, trong thời gian ngắn là không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm tiêu hao hết. Dưới luân hồi thụ vượt qua trăm vạn năm, cuối cùng Lăng Hàn thành công cải tạo khi thiên thuật, đương nhiên là mượn khởi nguyên ma phương, nếu không, hắn ở trên quy tắc không đạt tới độ cao như vậy hắn truyền khi thiên thuật cho các nữ, sau khi các nàng tu luyện thành, không nói có thể lừa gạt tiên vương, lừa gạt thăng nguyên cảnh hẳn là không có vấn đề. Chúng nữ tiếp tục tu luyện, lăng hàn thì trở về chấn. Vân Hà tiên tử đã chờ hắn nhiều ngày, nhưng hiện tại bản thân không có mặt, mà để long đồ chờ. Bái kiến đại nhân, nhìn thấy lăng hàn, long đồ lập tức cung kính hành lễ, hắn biết lăng hàn là một vị đế giả, đối với nhân vật như vậy nhất định phải cung kính. Nhìn thấy một người dị vực hành lễ với mình, biểu hiện cung kính, Lăng Hàn có một loại quái lạ không nói ra được, nhưng trên mặt không chút biến sắc, khẽ gật đầu nói. Chủ nhân nhà ngươi đột phá ngũ diệp chưa? Vâng, lòng đồ lập tức thẳng eo lên, ngũ diệp A, à, từ đây bước vào hàng ngũ đế giả, nhất định có thể trở thành tổ vương, theo chủ nhân như vậy đương nhiên là mặt mũi sáng sủa. Lăng Hàn cười cợt, đế giả mà thôi, hắn giết không biết bao nhiêu, ngay cả đế tinh cũng có mấy cái chết ở trong tay hắn. Hắn nói, chủ nhân nhà ngươi đâu? Tiên tử nhà ta đã chờ đợi nhiều ngày xin mời đại nhân đi theo tiểu nhân. Long đầu lần thứ hai cung kính nói, chương 2526, bá, ngoài trấn một chiếc xe ngựa hoa lệ đứng ở ven đường, mà bốn phía xe ngựa lại có mười mấy người đang thưởng trà luận đạo, vân hà tiên tử như bị chúng tinh cùng nguyệt, được mọi người lấy lòng, mà nàng thì cười khanh khách, có vẻ nhẹ như mây gió. Những người này tất cả đều là thiên sứ tộc, mỗi người đều là mỹ nam mỹ nữ, có một loại hưởng thụ trên thị giác. Tiên tử, người kia cũng quá phách lối a, à. Lại để tiên tử đợi nhiều ngày như vậy. Có người khó chịu nói, "Phải, Vân Hà tiên tử chúng ta là nhân vật cỡ nào? Quá không nên, coi như tiên tử tâm địa nhân từ, không muốn mở miệng, chúng ta cũng phải vì tiên tử đòi một cái công đạo." Mọi người mồm năm miệng mười, cực lực làm thấp đi lăng hàn. Bọn họ đương nhiên đố kỵ, bởi vì bọn họ biết, nếu như đổi lại là mình đến muộn nhiều ngày như vậy, Vân Hà tiên tử là tuyệt đối không thể chờ mình. Vân Hà tiên tử chỉ cười yếu ớt, trên mặt có vẻ ngạo nghễ hiện tại nàng bước vào ngũ chảm chính là thời điểm khí phách cao nhất cho rằng tranh lệch với lăng hàn đã vô hạn thu nhỏ lại thậm chí vượt qua đối phương đúng đế phi xác thực chết ở trong tay lăng hàn nhưng ngũ chảm đế giả cũng có thực lực phân chia cao thấp hiện tại nàng cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ hoàn toàn nắm giữ thực lực như lăng hàn từ tứ chảm đến ngũ chảm tương đương với từ tứ chảm đến phân hồn vượt qua một bước này đương nhiên kinh người cũng khó trách nàng tự mình cảm giác như vậy hiện tại nàng thật muốn cùng lăng hàn luận bàn một hồi Đúng lúc này, chỉ thấy Long Đồ dẫn một người lại đây. Cái gì, ác ma tộc, mọi người vừa nhìn, đều lộ ra vẻ căm hận cùng khinh bỉ. Thiên sứ tộc nào không ghét ác ma tộc, song phương tu lực lượng của hắc ám cùng quang minh chính là trời sinh đối địch, có thể miễn cưỡng sống chung hòa bình cũng là vì những thiên tôn kia hạ lệnh mới như vậy. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, người Vân Hà Tiên Tử kiên trì chờ đợi lại là một ác ma tộc. Vân Hà Tiên Tử gật gù, hắn đúng là ác ma tộc, muốn giới thiệu lăng hàn một chút, nhưng bỗng nhiên phát hiện nàng kỳ thực không biết gì về lăng hàn thậm chí ngay cả tên cũng không biết đã quên thỉnh giáo tên họ của ngươi nàng nhìn lăng hàn hỏi lăng hàn vừa chuyển động ý nghĩ ta là bá mọi người vừa nghe đều nhe răng không ngớt cái thứ này cũng thật không biết xấu hổ a à, lại tự xưng là bá có vài cái tên cũng không thể kêu loạn tỉ như ngươi không thể tùy tiện gọi mình là kiếm vương kiếm hoàng bằng không khẳng định sẽ bị người dùng kiếm đến khiêu chiến danh tự bá này càng thêm chọc người dù là ai vừa nghe trong lòng cũng không thích. Bà đúng không, có dám luận bàn một hồi không, có người về phía Lăng Hàn đưa ra khiêu chiến, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, đương nhiên có thể, có điều người đánh qua với ta xong đều sẽ không hiểu ra sao mà gọi ta ba ba. Mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mới dồn dập tỉnh ngộ, tức đến run cầm cập. Bá bá mà gọi, không phải thành đang gọi ba ba sao. Tại sao miệng của người này nham hiểm như vậy, vừa lên liền chiếm tiện nghi của người. Tử thiên, dừng tay, Vân Hà tiên tử vội vã ngăn cản, người khiêu chiến này chỉ là một tứ trảm vương giả, đối đầu Lăng Hàn vốn là đưa món ăn, hơn nữa Lăng Hàn ngay cả đế phi cũng dám bóp chết, còn có người hắn không dám giết sao. Người khiêu chiến kia đương nhiên sẽ không phục, ở trước mặt nữ thần thì làm sao có thể kinh sợ, hừ một tiếng nói. Tiên tử yên tâm, ta ra tay sẽ có chừng mực. Xeo, hắn không chờ Vân Hà tiên tử nói tiếp, đã vọt người giết ra. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nhìn thấy người khiêu chiến kia bị Lăng Hàn nắm cái cổ. Lăng Hàn hơi tỏa ra sát ý trong cơ thể, nhất thời để người khiêu chiến kia run cầm cập, run giọng nói. Bá, 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 ở mọi người nghe tới, hắn xác thực gọi ba ba, ba ba. Người này thực sự là quá cay độc, lại lấy tên gọi như vậy. Vân Hà Tiên Tử đứng dậy nói, bá huynh, ta đánh với người một trận, Lăng Hàn mất hết cả hứng. Hắn ngay cả vương giả thất liên tam diệp cũng đánh bại, như thế nào có hứng thú giao thủ với lục liên đế giả, chỉ ngáp một cái, tiện tay vứt người khiêu chiến kia qua một bên nói. Được rồi, cùng ngươi qua hai chiêu, tất cả mọi người cực kỳ tức giận, lăng hàn rõ ràng cũng là chảm chân, khẩu khí lại lớn như vậy, cũng quá cuồng ngạo. Vân Hà Tiên Tử nhìn chằm chằm lăng hàn, chuẩn bị ra tay, nhưng con mắt nhìn chằm chằm lăng hàn, trong lòng có một luồng khí lạnh sinh sôi, làm cho nàng không dám ra tay, chỉ cảm thấy hơi động sẽ bị lăng hàn đón đầu thống kích, hương tiêu ngọc vẫn. Đây là sau khi nàng bước vào ngũ chảm nắm giữ trực giác, mà nàng cực kỳ tin tưởng trực giác như vậy. Dựa theo lão nhân nói, đây là một loại báo động trước đối với nguy hiểm, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Vì tăng dũng khí cho mình, nàng lại lấy ra một thanh kiếm, toàn thân xanh lam, hình như thủy tinh, phía trên lạc ấn vô số phù văn cổ xưa. Đây là bích nguyệt triều sinh kiếm, bảo khí của gia tộc Vân Hà Tiên Tử đời đời tương truyền. Không không không, đây nhất định là phó kiếm, bằng không như thế nào sẽ để Vân Hà Tiên Tử mang ra coi như là phó kiếm, cũng vô cùng mạnh mẽ a. À. Ồ, làm sao Vân Hà tiên tử còn không ra tay? Tất cả mọi người kinh ngạc, Vân Hà tiên tử thật giống như choáng váng, chỉ bày biện tư thế nhưng vẫn không ra tay. Vân Hà tiên tử có khổ tự biết, nàng căn bản không dám ra tay, thật giống như đối mặt không phải là một người, mà là hồng hoang mãnh thú, một khi ra tay, nàng sẽ bị phản kích đáng sợ, trong nháy mắt mất mạng. Mà dưới khí thế khóa chặt, nàng ngay cả miệng cũng không dám mở. Chỉ lo đồng dạng sẽ gặp đến công kích của Lăng Hàn. Trên trán nàng đổ mồ hôi cuồn cuộn, cả người ướt đẫm, chỉ cảm thấy cực kỳ uể oải, không phải thân thể mà là tinh thần, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, một ngón tay cũng không muốn động. Coi như mọi người xem không hiểu Lăng Hàn cùng Vân Hà tiên tử trong lúc đó ám sóng phun trào, nhưng chỉ cần nhìn Vân Hà tiên tử đầu đầy mồ hôi lạnh liền biết nàng ở vào cục diện cực kỳ bất lợi. Bọn họ đều ngơ ngác, Lăng Hàn căn bản không có ra tay có được hay không, làm sao Vân Hà tiên tử như đánh một trận hơn nữa còn là đại chiến gian khổ nhất, còn tựa như sắp chết. Chương 2527, nhập học, Lăng Hàn khẽ mỉm cười, thu hồi khí thế, nhất thời lại trở nên như người hiền lành, chỉ là mang hình tượng của ác ma tộc, có vẻ hơi âm u đáng sợ. Lần này, tất cả mọi người không dám nói cái gì nữa. Kẻ ngu si cũng biết, Lăng Hàn mạnh đến nỗi kỳ cục, để Vân Hà tiên tử thậm chí ngay cả ra tay cũng không thể. Vân Hà tiên tử thở phào nhẹ nhõm, Nàng cuối cùng rõ ràng ngày đó đế phi một chiêu liền bị lăng hàn đánh bại cũng không phải thực lực quá yếu, mà là lăng hàn quá mạnh mẽ. Người này mạnh, thậm chí vượt qua phạm trù của đế giả. Cần phải biết rằng, đế tinh chỉ có ở phân hồn mới có thể sinh ra, hơn nữa còn là phần cuối của phân hồn. Chảm chân từ đâu tới đế tinh, đế giả chính là mạnh nhất, cùng là đế giả, làm sao tranh lệch sẽ to lớn như thế. Nàng lấy lại bình tĩnh nói, các vị, xin mời lên xe đi, chúng ta cũng nên đi tới bách chiến học viện. Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ treo lên xe ngựa, còn ở trong cực kỳ khiếp sợ đối với Lăng Hàn. Chiếc xe ngựa này của Vân Hà Tiên Tử rất rộng rãi, ngồi mười mấy người là không có một chút vấn đề, mọi người đều ngồi xuống ghế, có vẻ cực kỳ câu nệ, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đây chính là khuê phòng của Vân Hà Tiên Tử. Lăng Hàn cũng lên xe ngựa, ánh mắt quét qua, không chút khách khí tiến lên, đặt mông ngồi ở trên giường, tự nhiên là ngồi phía trên này thoải mái nhất. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn lại, nhe răng nhe răng, nhếch miệng nhếch miệng. kia là giường của vân hà tiên tử, người lại dám tới ngồi, cái này không phải khinh nhờn gia nhân sao? lăng hàn căn bản không có để vẻ mặt của mọi người ở trong lòng, còn đổi một cái tư thế thoải mái, hai cái chân trồng lên, thậm chí giày cũng cả đến trên giường. dù vân hà tiên tử đã từng có một lần kinh nghiệm, lúc này vẫn muốn đánh lăng hàn một trận, cái thứ này thực sự là quá đáng ghét, mà nàng cũng quyết định chủ ý, chỉ cần lăng hàn vừa xuống xe ngựa, nàng liền lập tức ném cái giường này. Có điều, nhìn thấy Lăng Hàn lại nắm lên một cái khăn ở trên giường lau mặt, Vân Hà tiên tử suýt chút nữa tức chết, kia là khăn lau mặt của nàng A, trước đây không lâu còn được nàng dùng qua, hiện tại bị Lăng Hàn lau như thế, tương đương với giữa hai người tiếp xúc thân mật một hồi, làm cho nàng có loại kích động muốn giết người. Tất cả mọi người nhớ kỹ danh tự bá này, bọn họ xem như rõ ràng, mình không thể ngang hàng Lăng Hàn, chỉ có thể sau khi vào bách chiến học viện, kỳ vọng mấy bá chủ nơi đó ra tay, hoặc là những người đã bước vào thất liên kia. Trên đường, mọi người yên tĩnh đến là kỳ, xe ngựa lắc lư nửa năm, cuối cùng ngừng lại, chỉ nghe Long Đồ nói. Chủ thượng, đã đến Bách Chiến Học Viện, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đến, không cần lại nhìn thấy Lăng Hàn, áp lực thực sự là như núi lớn. Bọn họ vội vã xuống xe, Lăng Hàn là cái thứ hai đếm ngược, chờ sau khi hắn xuống xe, liền nghe Vân Hà Tiên Tử dùng âm thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Long Đồ, ném toàn bộ đồ vật trong buồng xe xuống cho ta. Phải, không chỉ Lăng Hàn, những người khác cũng bị nàng ghét bỏ luôn. Lòng đồ không rõ vì sao, cũng chỉ có phần đáp ứng, hắn nào dám có nghi vấn. Bách chiến học viện xây dựng ở dưới một tòa núi cao, kiến trúc liên miên, bên trong có vài loại phong cách kiến trúc tuyệt nhiên không giống, một là ác ma tộc, đơn sơ, thô lỗ, dạ tính, nguyên thủy, một là thiên sứ tộc, tràn ngập hoa lệ cùng không hoa lệ cần thiết, coi như là một gian phòng nhỏ cũng xây rất tỉ mỹ. Còn có từng cái từng cái sơn động, âm u khủng bố, kia là cho trùng tộc, còn có từng mảng từng mảng rừng rập, lấy màu trắng cùng màu vàng làm chủ, đây là chỗ ở của thánh thú. Đám người lăng hàn tiến vào học viện, Vân Hà tiên tử tiến hành sắp xếp, rất nhanh có người học viện đi ra, tiến hành tuyển chọn, ít nhất phải đạt đến vương giả mới có tư cách trở thành đệ tử của bách chiến học viện. Tâm của Lăng Hàn có chút âm trầm, bởi vì số lượng vương giả của dị vực cách xa tiên vực. Chỉ là số lượng hắn nhìn thấy liền cực kỳ kinh người, mà cái này phóng tới hoàn cảnh lớn của toàn bộ dị vực, khẳng định chỉ là như muối bỏ biển. Cấp độ của vùng thế giới này cao hơn tiên vực, vì lẽ đó có thể chứa đựng càng nhiều thiên tài cùng cường giả. Lăng Hàn rất dễ dàng liền qua ải, hắn là đế giả, cho dù chạy vào thế lực thập bát liên tổ vương, khẳng định cũng được coi trọng. Hiện tại hắn là ác ma tộc, đương nhiên bị sắp xếp ở khu vực ác ma, cùng đồng bào da rẻ đỏ hồng, trên đầu mọc sừng, sau mông có đuôi ở cùng một chỗ. Nếu để cho Lăng Hàn tuyển, hắn khẳng định là ở khu vực thiên sứ, chỉ ít nhìn đẹp mắt. Quan điểm chính ở khu vực ác ma là đánh nhau, từng cái từng cái thật giống như có tinh lực vô cùng, có lúc căn bản không có xung đột, chỉ là tâm tình tốt hoặc tâm tình không tốt liền muốn đánh một trận. Lăng Hàn không thèm để ý, trực tiếp nằm ngủ ở trong gian phòng, chờ đợi học viện nhập học. Hắn đối với võ đạo, lịch sử của dị vực thật rất có hứng thú, còn có, tại sao dị vực muốn tấn công tiên vực? Rõ ràng cấp độ võ đạo của tiên vực càng thấp hơn, đánh xuống thì đã làm sao? Những người khác thì thôi, tại sao dị vực thiên tôn muốn ra tay, bọn họ thật không vớt được chỗ tốt gì à? khẳng định có đồ vật ta không biết. Lăng Hàn thầm nói, cái này cũng là nguyên nhân tại sao hắn muốn tới nơi này. Mấy ngày sau, phương diện học viện phát thông báo, ngày mai nhập học, chủ giảng là một tên cường giả cửu liên. Kiên trì đợi một ngày, Lăng Hàn theo một đống lớn đồng bào đi tới quảng trường học viện. Phân bốn phương hướng, mỗi khu vực đều phân biệt rõ ràng mà ngồi xuống, phía đông là ác ma tộc, phía tây là thiên sứ tộc, phía nam là thánh thú, phương bắc là trùng tộc, tuyệt không có người ngồi loạn ánh mắt của lăng hàn đảo qua, trong lòng thất kinh, vương giả, hoàng giả nơi này thực sự là nhiều kinh người, tinh khí sinh mệnh bàng bạc ngút trời. Trước ở khu vực trung lập hắn trôn giết rất nhiều thiên kiêu của dị vực, vốn tưởng rằng sẽ trọng thương dị vực, để bọn họ ở mấy trăm triệu năm kế tiếp xuất hiện tầng chân không, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn thực sự là quá lạc quan. Nơi này gần như có hơn vạn người, người mạnh nhất là Bát Liên, cũng chính là tiên phủ cảnh, nhưng nhân số không nhiều, có người nói học viện bình thường chỉ bồi dưỡng người đến thất liên, đến thất liên liền phải rời đi, chỉ có nhân vật kiệt xuất mới có thể lưu lại, tiếp tục hưởng dụng tài nguyên của học viện. chương 2528, chân tướng, chiến tranh vị diện. Bởi vậy, thất liên xuất hiện ở đây chỉ ít cũng là hoàng giả, mà bát liên tuyệt đối là đế giả. Vì sinh tồn, một tên cường giả bay lượn tới, trên chán mở ra một đóa cửu liên, đây là một vị cường giả trùng tộc, là một con kiến lớn, toàn thân màu đỏ thắm, khớp chân như sắt. Vì sinh tồn, tất cả mọi người đều giống to, có vẻ hết sức kích động. Nếu như những người này hô to dị vực vạn tuế, dị vực vô địch gì đó, Lăng Hàn sẽ không có nửa điểm kỳ quái, nhưng vì sinh tồn. Lại để Lăng Hàn không hiểu ra sao, lẽ nào ở trong dị vực còn có lời nói dối lớn gì, không phải là tiên vực bị bọn họ xâm lấn, mà là tiên vực xâm lược dị vực. Lăng Hàn an tỏa, hiện tại hắn vẫn lẳng lặng lắng nghe mới tốt. Các người có biết, hiện tại chúng ta đang đối mặt nguy cơ thế nào không? Cường giả cửu liên kia hỏi, ngữ khí cực kỳ trầm trọng biết, tất cả mọi người lớn tiếng kêu lên, cường giả cửu liên gật đầu, huyền nghịch vị diện đang công kích chúng ta, cấp độ vị diện của bọn họ cao hơn chúng ta, cường giả vô số, mà một khi để bọn họ đánh vào, chúng ta liền bị tàn sát hết, vị diện chúng ta sẽ bị huyền nghịch vị diện thôn phệ, con cháu đời sau của chúng ta đều sẽ tuyệt diệt. Từ đó về sau, chúng ta tồn tại liền bị triệt để xóa đi. Hy vọng duy nhất là cái gì? Hắn lớn tiếng hỏi, diệt tiên vực, giết sạch tất cả mọi người ở nơi đó, sau đó để vị diện của chúng ta thôn vệ vị diện thấp kia tăng lên cấp độ của vị diện chúng ta từ đó có thể đối kháng huyền nghịch vị diện thậm chí vượt qua tất cả mọi người hầu như là chăm miệng một lời nói cái này tuyệt không phải bọn họ lần thứ nhất tiến hành đối thoại như vậy lăng hàn ở một bên nghe đã chấn kinh đến nói không ra lời hóa ra dị vực cũng ở vào hoàn cảnh giống tiên vực bọn họ đang bị một vị diện khác xâm lấn cấp độ của vị diện này càng cao hơn lúc nào cũng có thể xâm nhập vào dẫn đến dị vực đại diệt việt tổ lật úp, còn có chứng nguyên lành sao? Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, chính là tiêu diệt tiên vực, để đẳng cấp vị diện của bọn họ tăng lên, từ đó có thể chống lại huyền nghịch vị diện gì kia, thậm chí có thể phản công. Hóa ra dị vực vẫn ở hai đầu tác chiến, một bên chống đỡ ngoại địch xâm lấn, một bên xâm chiếm tiên vực, chẳng trách dị vực thiên tôn sẽ tích cực như vậy, hóa ra là vì sinh tồn cơ bản nhất. Chờ chút, Lang Hàn lắc đầu, thiên tôn đã ngự trị ở trên quy tắc, như vậy ở trong thế giới khác, đến tột cùng sẽ đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng bao lớn đây. Cái này từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, có thể không có ảnh hưởng, có thể có ảnh hưởng, hắn có thể trùng tu quy tắc của dị vực, chẳng lẽ thiên tôn không thể. Thiên tôn mạnh như vậy, cho dù dị vực diệt, như đám người xích viêm thiên tôn cũng có thể tiến vào huyền nghịch vị diện, vẫn có thể sống an nhàn như cũ. Người xem, ba vị ở tiên vực liền cực kỳ bình tĩnh, căn bản mặc kệ dị vực xâm lấn, ngược lại chỉ nóng lòng thanh trừ đối lập vì lẽ đó, trong này khẳng định còn có thứ khác. Đáng tiếc, bí ẩn như vậy đương nhiên sẽ không truyền đi, chỉ có mấy lão gia hỏa, đại nhân vật kia mới biết. Trong lòng lăng hàn nổi lên một cảm giác uể oải, coi như đỡ được dị vực thì đã làm sao, một khi dị vực bị huyền nghịch vị diện công phá, vậy kế tiếp liền đến phiên tiên vực, mà ngay cả dị vực cũng không ngăn nổi, tiên vực dựa vào cái gì làm được. Hơn nữa, người dị vực vẫn nói tiên vực là vị diện siêu hạ đẳng, như vậy dị vực chậm chạp không có đánh hạ tiên vực, phỏng chừng cũng không cao cấp đi nơi nào, huyền nghịch vị diện cũng như thế, như vậy, một khi vị diện trung đẳng, cao đẳng xâm lấn, vậy làm sao chặn đây? Cái này ngẫm lại liền mệt người, chẳng phải là phải chiến đấu vô cùng vô tận sao? Lăng Hàn dùng mình, tâm ý chán trường cấp tốc biến mất, thay vào đó chính là chiến ý vô tận. Nếu như đánh đổ dị vực chính là phần cuối, vậy nhân sinh có thể quá tẻ nhạt hay không? Tuy Lăng Hàn chưa từng thừa nhận qua, nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, kỳ thực hắn rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, không ngừng mạo hiểm, để sinh mệnh muôn màu muôn vẻ, mà không phải sinh hoạt vĩnh viễn ở một cõi trần bất biến. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, vui vẻ vô cùng. Hắn nở nụ cười nhạt, chiến ý hừng hực, hận không thể lập tức xiết vào vị diện đẳng cấp cao, làm lớn một trận. Hơn nữa, thiên địa dị vực rõ ràng có tính bao dung thiên tôn càng mạnh hơn, xích viêm thiên tôn bất kể là hiện thân hay ra tay, thiên địa của dị vực cũng không nhầm vào. Như vậy ở vị diện đẳng cấp càng cao, sẽ có tồn tại trên thiên tôn hay không? Trong lòng Lăng Hàn thầm nói, cái này tuyệt đối không phải chuyện không thể nào, mà là hiện thực. Rất tốt, cương giả cửu liên kia tiếp tục nói, nhưng muốn xâm lấn tiên vực, chúng ta nhất định phải có thể thích ứng tác chiến ở nơi đó. Đầu tiên, quy tắc hai giới không giống, người thực lực yếu ớt bên chúng ta tiến vào tiên vực, sẽ không bị thiên địa của tiên vực nhầm vào, nhưng chỉ cần đạt đến tiên vương, sẽ bị nhầm vào rất gắt gao. Vì lẽ đó, chúng ta ở tiên vực không cách nào phát huy ra sức chiến đấu nên có, nhất định phải có chuẩn bị, bằng không một khi giao thủ, các ngươi liền tử vong. Lời nói này mọi người nghe qua rất nhiều lần, nhưng bọn họ vẫn nghiêm túc gật đầu, một khi chiến tranh xâm lấn toàn diện bạo phát, cho dù bọn họ không thành tổ vương cũng phải giết vào tiên vực, gia tốc tiên vực diệt vong, từ đó tăng lên cấp độ dị diện. Bài học nguyên tắc hôm nay chính là truyền vào ý thức nguy cơ cho mọi người, huyền nghịch vị diện đang tiến công quy mô lớn, bọn họ tràn ngập nguy cơ, chỉ có hạ tiên vực mới có thể giải cứu bọn họ, bởi vậy, đây là một hồi xâm lấn chính nghĩa. Lăng Hàn là người tiên vực, tự nhiên không thể có tâm tình đồng tình của dị vực, nhưng hiện tại hắn chỉ ít biết nguyên nhân tại sao dị vực nhất định phải xâm lấn tiên vực, còn thắng được ủng hộ của mọi người, thậm chí không tiếc một đời lại một đời nhào tới. Kết thúc khóa này, ý thức của Lăng Hàn có chút ngơ ngơ ngác ngác, sau khi kết thúc hắn đi tới phòng tài liệu, lật xem tài liệu liên quan. Hắn vốn tưởng rằng dị vực cùng tiên vực chiến tranh là một bí mật, thật giống như tiên vực có rất ít người biết dị vực đang xâm lấn, nhưng ở đây hoàn toàn khác nhau căn bản không phải bí mật gì, ngược lại là động lực khích lệ người dị vực mạnh mẽ. chương 2529, Vân Hà Tiên Tử mời. Rất nhanh, Lăng Hàn liền được lượng lớn tư liệu, chiến tranh vị diện cực kỳ tàn khốc, một phương thắng lợi nhất định đối ứng một phương khác toàn diện diệt phong, toàn bộ thiên địa đều sẽ bị dung hợp, sinh linh vốn có sẽ tuyệt diệt, bởi vì sinh linh giống như động lực của thiên địa, sinh linh không tuyệt diệt đến mức độ nhất định, thiên địa liền không thể bị thôn phệ. Vì lẽ đó, dị vực xâm lấn, chuyện thứ nhất chính là giết hết sạch người tiên vực về sau thiên địa của tiên vực sẽ trở nên cực kỳ suy yếu mới có thể bị dị vực thôn phệ đến thời điểm hai giới hợp hai làm một cấp độ sẽ càng cao hơn chuyện này ý nghĩa là có thể sinh ra càng nhiều võ giả mạnh hơn không chỉ dị vực xâm lấn tiên vực huyền nghịch vị diện đánh dị vực trên thực tế chiến tranh vị diện vẫn đang phát sinh có thiên tôn dị vực đã từng đi qua huyền nghịch vị diện thậm chí vị diện càng xa hơn hiểu rõ đến rất nhiều tư liệu dựa theo hắn nói Kết thảy vị diện được gọi là nguyên thế giới, số lượng vô tận, chia làm vị diện đỉnh cấp, vị diện cao đẳng, vị diện trung đẳng, vị diện cấp thấp. Dị vực cùng tiên vực đều là vị diện cấp thấp, chỉ là số lượng vị diện cấp thấp cũng nhiều vô cùng, vì lẽ đó còn có thể lại xếp hạng nhỏ hơn. Tiên vực phỏng trừng chính là vị diện cấp thấp nhất, bởi vì ở phía sau cái mông của tiên vực không có phát hiện vị diện mới. Mãi mãi sẽ là dáng vẻ như vậy, hai vị diện liền nhau, một bên mạnh hơn mình, một bên hơi yếu hơn mình mà nếu như không muốn bị vị diện mạnh hơn mình thôn phệ, như vậy chỉ có một lựa chọn, chính là đi thôn phệ vị diện càng yếu hơn. Lăng Hàn lại tra được tư liệu, thời gian tiên vực sinh ra chỉ có 130 kỷ nguyên, mà dị vực là 150 kỷ nguyên, tranh lệch có chút lớn. Đừng xem 130 kỷ nguyên là một thời gian dài rằng dặc nhưng phóng tới nguyên thế giới, 130 kỷ nguyên thật đến chỉ là trò trẻ con, có người nói vị diện đỉnh cấp tồn tại thời gian chỉ ít lấy 100 triệu kỷ nguyên tính toán, So sánh với đó, tiên vực ngay cả đời cháu cũng không bằng. Một vị diện từ khi sinh ra đến hoàn thiện, cần thời gian dài đến giận sôi, vì lẽ đó võ đạo thịnh thế chân chính của tiên vực kỳ thực chỉ kéo dài 20, 30 kỳ nguyên mà thôi. Mà chỉ có đến lúc này, mới sẽ cùng một không gian khác sản sinh va chạm, giao hòa, xuất hiện điểm liền và thông nhau. Một đầu khác của tiên vực chưa từng xuất hiện vị diện càng yếu hơn, nói rõ vị diện này vẫn chưa có sinh ra, hay là còn ở trong hoàn thiện một ngày nào đó sẽ cùng tiên vực liền và thông nhau toàn bộ nguyên thế giới đều như vậy không ngừng có vị diện cũ bị thôn phệ cũng có vị diện mới sinh ra dị vực đụng vào tiên vực có một điểm liền và thông nhau đây là ván cầu để dị vực xâm lấn mà ở một đầu khác dị vực cùng huyền nghịch vị diện đụng vào nhau đây là đường nối xâm lấn của huyền nghịch vị diện mà đầu kia là do quang minh tộc cùng thánh thú phụ trách chống đỡ xâm lấn hai tuyến khai chiến lang hàn thất kinh may là quang minh cùng hắc ám đối lập cũng may là còn có huyền nghịch vị diện đang tấn công dị vực, bằng không thiên tôn dị vực đồng loạt ra tay, phỏng trừng tiên vực từ vài kỷ nguyên trước liền không tồn tại. Chiến tranh vị diện, bao phủ hết thảy nguyên thế giới, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Lăng Hàn thở dài, sự thật tàn khốc này để hắn chiến ý cực kỳ, tương tự cũng áp lực tầng tầng. Lúc này nếu như có cường giả vị diện cao đẳng, thậm chí vị diện đỉnh cấp tiến vào, vậy không phải có thể bằng sức một người liền có thể quét ngang mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ mới là lập thân chi đạo. Lăng Hàn tạm thời thả xuống hiếu kỳ cùng suy tư đối với chiến tranh vị diệt, ngược lại lấy thực lực bây giờ của hắn cũng chỉ có thành bia đỡ đạn, chỉ có một đường nỗ lực tăng lên. Hy vọng dị vực có thể chống đỡ nhiều một hồi, cũng hy vọng tiên vực có thể chống đỡ nhiều một hồi, chờ hắn có đầy đủ thực lực nghịch chuyển thiên địa. Hoàn cảnh võ đạo của dị vực rõ ràng mạnh hơn tiên vực, bởi vì người người đều biết, nếu như không thể hạ tiên vực, một ngày nào đó bọn họ sẽ bị huyền nghịch vị diện công hãm, bởi vậy mỗi người đều đặt tu luyện ở vị trí thứ nhất. Vùng thế giới này cũng đạt đến một thịnh thế, số lượng tiên dược nhiều hơn tiên vực rất nhiều, hơn nữa các loại thiên địa kỳ chân cũng càng nhiều, giúp dị vực bồi dưỡng được số lượng thiên tài cùng cường giả kinh người. Vì tấn công tiên vực cùng chống lại xâm lấn, toàn bộ dị vực đều động viên, bách chiến học viện chính là một trong vô số học viện của dị vực, do tổ vương mở, toàn lực bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, tăng lên cấp độ võ đạo của toàn bộ dị vực. Chúng sinh phụ thuộc vào thiên địa, mà lực lượng của chúng sinh cũng có thể tặng lại cho thiên địa nếu người người như long thì lực lượng thiên địa vô cùng mạnh mẽ hiệu quả áp chế kẻ xâm lấn liền càng mạnh mẽ lang hàn không khỏi nghĩ đến đám người phong tình thiên tôn bọn họ phong tỏa tin tức dị vực xâm lấn che đậy thái bình cái này kỳ thực là buông lỏng tâm tiến thủ của chúng sinh cũng làm cho lực lượng thiên địa không được tăng cường áp chế đối với cường giả dị vực đương nhiên không đủ ra sức suy nghĩ tới bọn họ tiêu cực chống lại vậy hoàn toàn có thể khẳng định ba nhân vật này căn bản không nghĩ tới muốn chống đỡ dị vực xâm lấn, trái lại ngăn cản, ước gì tiên vực sớm hủy diệt một chút. Tại sao ba người bọn họ không trực tiếp ra tay? Bởi vì thiên tôn để thiên địa bất dung, hiện thân sẽ bị nhầm vào, ra tay càng sẽ gặp đến thiên địa phản vệ, giết một người hai người không có chuyện gì, nhưng số lượng nhiều, bảo đảm nhân quả như vậy ngay cả thiên tôn cũng không thể chịu đựng. Ồ, lang Hàn đột nhiên rõ ràng, tại sao cổ giới sẽ bị chia ra làm hai, cũng không cho phép mang người của cổ giới tiến vào tiên vực, bởi vì nếu cổ giới hoàn chỉnh, sẽ có nhiều người hơn tiến vào tiên vực, xung kích chạm trần, phân hồn cùng cảnh giới càng cao hơn, cứ như vậy, lực lượng thiên địa sẽ được tăng cường, vậy thì quay lưng với ý nguyện của đám người phong tình thiên tôn. Đương nhiên, cũng khả năng có nguyên nhân cấp độ càng sâu, vậy Lăng Hàn đã nghĩ không tới. Mặc kệ những cái này, đi tu luyện, ta phải nhanh chóng đột phá phân hồn. Rõ ràng đã là nhị bí, nhưng làm một ngũ chảm, cảm giác này thực khó chịu. Lăng Hàn rời phòng tài liệu chuẩn bị đi tu luyện thật tốt. chương 2530, được người coi trọng thưởng. Tuy Bách Chiến học viện chỉ là thập liên tổ vương sáng lập, nhưng các loại phương tiện trong học viện rất hoàn thiện, tỉ như phòng tu luyện thời gian, hiệu quả gia tốc cao nhất đạt tới 1.000 lần. Có điều, muốn tiến vào phòng tu luyện như vậy thật không đơn giản, nhất định phải biểu hiện ra trình độ thiên phú tu luyện cao nhất. Mặc dù Lăng Hàn là đế giả, nhưng vẫn không có tư cách vào phòng tu luyện như vậy, nhất định phải có biểu hiện tiến thêm một bước mới được hắn còn chưa bắt đầu tu luyện nữ hoàng hổ nữ cùng nhu yêu nữ đã tu thành khi thiên thuật chân chính có thể cất bước ở dị vực hơn nữa tu vi của hổ nữ cùng nữ hoàng cũng trở về đến ngũ trảm còn nhu yêu nữ thì hoàn thành bay vào từ hoàng giả đến đế giả cũng thăng cấp ngũ trảm đây đương nhiên là diệu dụng của bách quả thụ nàng rất may mắn vẻn vẹn chỉ dùng ba quả liền hoàn thành đột phá lang hàn trước tiên mang theo ba nữ rời đi sau đó các nàng ra hắc tháp đã biến thành dáng dấp của người dị vực lại dùng khi thiên thuật giả bộ một chút vậy e là tổ vương không nhìn kỹ cũng không thể phát hiện dị dạng của các nàng nhưng không hề ngoại lệ ba nữ đều lựa chọn hình thái của thiên sứ tộc không có nguyên nhân khác chính là đẹp đẽ ở điểm này đừng nói nữ hoàng cùng nhu yêu nữ ngay cả hổ nữ cũng không ngoại lệ lăng hàn rất phiền muộn ba nữ đều đến ở khu vực thiên sứ không có một cái ở cùng hắn lăng hàn đừng thương tâm nữ sẽ thường thường đến thăm ngươi hổ nữ vỗ vai của lăng hàn một bộ an ủi hắn Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, mang theo ba nữ về học viện. Bách chiến học viện đối với thiên tài là bất luận thời gian nào cũng mở rộng cổng hoan nghênh, nếu ba nữ đều là đế giả, vậy tự nhiên được thu nhận tiến vào. Các nàng đến cũng ở khu vực thiên sứ gợi ra náo động, bởi vì đế giả ở dị vực cũng không phải rất nhiều, huống chi vẫn là ba mỹ nữ tuyệt sắc như thiên tiên. Lăng Hàn ở trong phòng tu luyện thời gian sắp nửa năm, lại bị người kêu ra. Là Vân Hà tiên tử, bá, có hứng thú gia nhập đội ngũ của ta hay không? cô gái này nói trước nàng đã từng nghĩ vĩnh viễn không gặp Lang Hàn nữa miễn cho hồi tưởng lại hình ảnh bị Lang Hàn nhục nhã nhưng hiện tại có một lý do rất cần Lang Hàn lạnh nhạt nói đi làm cái gì ta từ gia tộc đạt được một bản đồ cổ phát hiện một địa phương tốt ghê gớm có thể sẽ cho chúng ta cơ duyên to lớn Vân Hà Tiên Tử nói Lang Hàn vừa nghĩ nếu như hắn dựa vào mình tu luyện phỏng chừng ít nhất phải mấy vạn năm mới có thể trở lại nhị bí. Cái này đã tính cả tài nguyên học viện ban cho, nhưng nếu như lại có thêm thiên tài địa bảo gì, vậy thời gian này sẽ rút ngắn rất nhiều. Hắn tự nhiên hy vọng mình mau chóng trở lại nhị bí. Lúc nào xuất phát, hắn hỏi, nếu như bá huynh đồng ý, ta lại đi liên hệ mấy người, gần như sau 10 ngày là có thể xuất phát. Vân Hà tiên tử nói, Lăng Hàn gật đầu, sau đó lại tiến vào phòng tu luyện thời gian, coi như chỉ có 10 ngày hắn cũng không muốn lãng phí. Vân Hà tiên tử không khỏi phiền muộn thứ này lại hờ hững với mình như vậy. Hết cách rồi, đây chỉ là vì tên khốn hôi ác ma tộc này không hiểu thưởng thức vẻ đẹp của nàng mà thôi, nàng an ủi mình như thế. Sau 10 ngày, Vân Hà tiên tử đúng hẹn mà tới. Lăng Hàn và nàng cùng đi ra học viện, đi một vòng, mới tiến vào một cánh rừng, nơi này đã có mười mấy người chờ, đều là thiên sứ tộc Mỹ Lệ. Nhìn thấy hai người xuất hiện, có ba mỹ nữ thiên sứ tộc còn đối với hắn nháy mắt một cái, nhưng không có để những người khác nhìn thấy. Đây là nữ hoàng, hổ nữ cùng nhu yêu nữ, ô, sao ba nữ này cũng tới? các nàng là đế giả, được vân hà tiên tử mời cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là ba nữ này lại không nói cho hắn biết. nghĩ đến, các nàng là muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ đi. có điều, nhìn thấy vân hà tiên tử lại mời một ác ma tộc, những người còn lại đều bất mãn, cái này có ý gì? vân hà tiên tử, tại sao để một ác ma tộc gia nhập đội ngũ của chúng ta? một tên nam tử dẫn đầu làm khó dễ, mái tóc hắn màu vàng kim da mỏng thịt non da rẻ so với đại bộ phận phụ nữ còn tốt hơn vân hà tiên tử sớm biết lăng hàn đến sẽ khiến cho mọi người bất mãn khẽ mỉm cười nói thực lực của bá huynh cực kỳ bất phàm đối với chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn ha ha một ác ma tộc xấu xí mà thôi nam tử tóc vàng khinh thường nói coi như hắn là đế giả thì đã làm sao nơi này của chúng ta là có bảy tên đế giả nghe nói như thế lăng hàn khá cảm khái bách chiến học viện chỉ là một trong gần nghìn học viện của dị vực nhưng trước mắt thì có nhiều đến bảy tên đế giả, là tiên vực không cách nào sánh vai. Chẳng trách qua nhiều năm như thế, đều là dị vực xâm lược tiên vực, đánh cho tiên vực miễn cưỡng chỉ có thể chống đỡ. Hàn Phong nói cẩn thận, Vân Hà tiên tử lập tức cảnh cáo nói, nàng từng trải qua lang hàn thiết huyết vô tình, cũng biết thực lực của người này mạnh đến nỗi nghịch thiên, mình ở trước mặt hắn căn bản ngay cả ra tay cũng không làm được. Vân Hà tiên tử, người là bị tiểu tử này nói bốc nói phét mê hoặc chứ? Nam tử tóc vàng cười lạnh nói. Vân Hà tiên tử này là một viên minh châu của khu vực thiên sứ ở Bách Chiến Học Việt, trước khi đám người hổ nữ chưa xuất hiện, nàng chính là tồn tại độc nhất vô nhị, không biết bị bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ dãi. Chỉ là Vân Hà tiên tử luôn luôn hờ hứng, tự nhiên không có người có thể nhất thân phương trạch, nhưng hiện tại nàng lại thân cận với một tên ác ma tộc như vậy, tự nhiên để những người này bất mãn, nam tử tóc vàng chỉ là người thứ nhất nhảy ra mà thôi. Vân Hà tiên tử nhíu mày, kỳ thực nàng cũng rất bất mãn với Lăng Hàn, lộn xộn đồ vật của nàng, còn hờ hững với nàng, nếu không phải thực lực của Lăng Hàn mạnh đến nỗi nghịch thiên, có thể tăng lên hệ số an toàn, nàng tuyệt đối sẽ không kêu Lăng Hàn theo. Không muốn cùng bá huynh kề vai chiến đấu, có thể lập tức lui ra đội ngũ, ta sẽ không miễn cưỡng." Vân Hà tiên tử từ tốn nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ không vui càng sâu, chỉ cảm thấy Vân Hà tiên tử quá thiên vị Lăng Hàn, thấy thế nào cũng không phát hiện ác ma tộc này có chỗ nào mạnh a. À. Chương 2531, được người coi trọng hạ bá huynh đúng không ta muốn thỉnh giáo một chút nam tử tóc vàng nói hắn liếc nhìn lăng hàn khóe miệng câu lên lăng hàn nhìn vân hà tiên tử nói loại ngớ ngẩn này giết không quan trọng lắm chứ vân hà tiên tử vội vàng lắc đầu hàn phong chính là thiếu tộc chủ của kim dương tộc kính xin bá huynh hạ thủ lưu tình há được rồi lăng hàn nhoẻn miệng cười mọi người vừa nghe tự nhiên càng thêm bất mãn vẫn không có đánh nhau hai người cũng đã nhận định nam tử tóc vàng thất bại lẽ nào có lý đó người ta tốt xấu gì cũng là ngũ diệp đế giả, coi như đế giả trong lúc đó có thực lực khác biệt, cũng không đến nỗi khuếch đại như vậy chứ. Được, 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 sắc mặt của nam tử tóc vàng âm trầm, hắn trực tiếp lấy ra một bảo kiếm, toàn thân phát sáng, thật giống như trong suốt. Hắn khe khẽ rung lên, trên kiếm quang lập tức hiện ra thập phù văn. Thập phù bảo khí, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, ở dị vực. Một bảo khí mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi số lượng phù văn lạc ấn phía trên, nhưng ở tầng thứ lục liên, Hạn mức tối đa chỉ có 10, nhưng cực kỳ khó có thể thực hiện, yêu cầu đối với vật liệu cùng người rèn đúc đều quá cao. Cho dù mọi người không phải đế giả chính là hoàng giả, nhưng cũng rất khó có một kiện thập phù bảo khí, bình thường chỉ bát phù mà thôi, cử phù cũng cực kỳ hiếm thấy. Nam tử tóc vàng tế ra thập phù bảo khí, có thể thấy được hắn sắc thực vô cùng phẫn nộ, muốn nhất cổ các khí đánh bại Lăng Hàn. Đến, nam tử tóc vàng cầm bảo khí, nhất thời hoàn toàn tự tin, thập phù bảo khí lại thêm đế giả chi uy của hắn tự nhiên là đánh đầu thắng đó. Nếu ngươi muốn ăn đòn, vậy thì tác thành ngươi. Lăng Hàn từ tốn nói, tùy ý dương tay một cái, về phía nam tử tóc vàng theo đi qua. Không tự lượng sức, nam tử tóc vàng hừ một tiếng, một kiếm vung ra, chém về phía Lăng Hàn. Vù, quang mang sáng rực, sán lạn cực kỳ. Lăng Hàn không có để ý, bàn tay lớn vẫn đẻ xuống như cũ. Đung, ánh kiếm đổ nát, bàn tay lớn của Lăng Hàn như ngũ chỉ sơn, nhất thời chấn nam tử tóc vàng bò ở trên mặt đất, cả người hiện hình chữ đại gia, mặt mũi hướng xuống. Mọi người dạy ra, nam tử tóc vàng lại không phải đối thủ của Lăng Hàn. Phải biết nam tử tóc vàng còn lấy ra thập phù bảo khí, có thể tăng sức chiến đấu lên trên diện rộng, làm sao còn có thể không ngăn được Lăng Hàn. Hiện tại mọi người đối với thực lực của bá huynh hẳn là không có hoài nghi chứ. Vân Hà tiên tử đúng lúc nói, tuy nàng đã biết thực lực của Lăng Hàn, nhưng thấy cảnh này vẫn làm cho nàng trong lòng dập dờn như cũ. Mọi người không nói gì, nếu như lăng hàn là thiên sứ tộc vậy bọn họ nhất định sẽ vui vẻ vây quanh nhưng hiện tại bọn họ chỉ càng thêm đố kỵ lăng hàn chỉ là ác ma tộc làm sao có yêu nghiệt như vậy hoan nghênh bá huynh gia nhập đội ngũ một tên nam tử cười nói chỉ là nụ cười cực kỳ miễn cưỡng bọn họ hai mặt nhìn nhau đã trao đổi ý nghĩ chính là ở trong khoảng thời gian sau đó cô lập lăng hàn thực thi chiến tranh lạnh cũng còn tốt tuy vân hà tiên tử tựa hồ lõm vào nhưng trong đội ngũ còn có ba nữ tử đẹp như thiên tiên người nào cũng không thua kém Vân Hà Tiên Tử, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm. Lên đường đi, Vân Hà Tiên Tử phất phất tay, lên đường, nàng giới thiệu người đồng hành cho Lăng Hàn một chút, Lăng Hàn không quan tâm những người khác, nghe được tên của ba người hổ nữ, không khỏi bật cười lên. Một người gọi nữ, một người gọi tinh, một người gọi nhu, cũng thật là lười, đều lấy một chữ trong tên của mình. Nhìn thấy dáng vẻ cười híp mắt của Lăng Hàn, Vân Hà Tiên Tử lập tức cảnh cáo nói. Bá huynh, người tuyệt đối không nên đánh chủ ý ba người các nàng. Tại sao, Lăng Hàn cười nói, còn cần có ý đồ sao, các nàng đều là thê tử của mình. Các nàng đã được người coi trọng, Vân Hà Tiên Tử nói, vậy còn không cho phép ta theo đuổi. Lang Hàn cười nói, Vân Hà Tiên Tử nhất thời tức điên, nàng đẹp như thiên tiên, nhưng người tựa như mắt mù không nhìn, nhưng đối với ba nữ hổ nữ lại nhắm vào. Nàng nơi nào kém ba nữ, ác ma tộc vô lại này đến cùng là cái thưởng thức gì? Nàng hư một tiếng nói ta không ngại nói cho ngươi, U Nguyên ngươi có biết không? Không biết, Lăng Hàn thành thật không khách khí lắc đầu, những ngày qua hắn vẫn đang tu luyện, làm sao có thời giờ đi quan tâm những chuyện khác. Vân Hà tiên tử không khỏi im lặng, người ngay cả U Nguyên là ai cũng dám không biết, chúng ta còn làm sao giao lưu. Đây là một đế tinh, nàng nghiêm nghị nói, ồ, Lăng Hàn thuận miệng nói, Vân Hà tiên tử nổi giận, thứ này có biết đế tinh là khái niệm gì hay không? Nàng hư một tiếng, lại nói, U nguyên đã là bát liên tam diệp, coi như ngươi lại yêu nghiệt cũng không ngăn được một ngón tay của người ta. Hắn là vương bài của bách chiến học viện chúng ta, cao thủ đệ nhất. Lần sau thời điểm thiên vực tranh bá, có thể đạt được thứ tự bao nhiêu liền xem hắn phát huy. Nghe đến đó, lăng hàn cũng hứng thú nói, cái gì thiên vực tranh bá? Vân hà tiên tử thật muốn đánh lăng hàn một cái. Thứ này thậm chí ngay cả thiên vực tranh bá cũng không biết, làm sao thành học sinh của bách chiến học viện được a? À? Nhưng nghĩ tới lăng hàn khả năng vẫn một mình khổ tu nên kiến thức nông cạn. Nàng nói, vị diện chúng ta tổng cộng có 999 vực, mỗi vực đều có một học viện tương tự chúng ta, vì đốc xúc mọi người tu luyện, mỗi cách trăm vạn năm sẽ triệu tập ngàn viện, tiến hành một hồi đấu võ. Lăng Hàn Nha một hồi nói, vậy, học viện chúng ta có thể xếp hạng thứ mấy? 72, Vân Hà Tiên Tử tràn ngập kiêu ngạo nói, 72 rất cao sao, Lăng Hàn không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt đã rất rõ ràng. Đừng tưởng 72 không cao, phải biết tổng cộng là có gần nghìn học viện A. Vân Hà Tiên Tử lập tức nói, sau đó sùng bái. Nếu không phải U Nguyên Sư Huynh thực lực nghịch thiên, chúng ta căn bản ngay cả 500 cũng không vào được. Lang Hàn rõ ràng, đây chính là tác dụng của một vị đế tinh, một cái chỉ ít có thể ngang hàng 10 đế giả. Tiên vực đế tinh chắp phá lung tung cũng chỉ khoảng 10 người, mà dị vực, coi như U Nguyên lót đáy ở trong hết thảy đế tinh, vậy nói rõ dị vực chỉ ít cũng có 72 tên đế tinh. So sánh như thế, Tranh lệch liền lớn như trời, U Nguyên coi trọng ai, Lăng Hàn hỏi, lại dám mơ ước nữ nhân của hắn. Chương 2532, đánh cuộc. Tinh, Vân Hà tiên tử hồi đáp, "Được rồi, ánh mắt còn thực không tồi, tuy ba nữ thay đổi hình mạo, nhưng khí tràng mạnh mẽ của nữ hoàng là không thể thay đổi, vẫn cao quý, lãnh diễm như cũ, nữ nhân như vậy đối với vô thượng thiên kiêu như Lăng Hàn, U Nguyên mà nói, sức hấp dẫn vô cùng lớn." Lăng Hàn gật gù nói, "Ta nhớ kỹ." lần sau để ta gặp hắn, ta khẳng định đánh cho hắn không dám lại suy nghĩ lung tung. Vân Hà tiên tử không khỏi không nói gì, nàng nói cho Lăng Hàn tin tức này, là hy vọng Lăng Hàn biết ba nữ hổ nữ là không thể đụng vào, nhưng Lăng Hàn đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp muốn đánh U Nguyên, không phải đưa đến hiệu quả ngược sao. Còn có hai cái thì sao? Lăng Hàn hỏi, Vân Hà tiên tử chố mắt, người cũng thật là khẩu vị lớn, vẫn không có ăn vào trong miệng, cũng đã nhìn chằm chằm trong nồi. Vô nhai cùng tốn phong, Vân Hà Tiên Tử nói, vô nhai là đế giả bát liên thất diệp, tuy không hẳn có thể tu đến trình độ thập nhất diệp, nhưng đã cực kỳ bất phàm. Nàng tiếp tục nói rõ cho Lăng Hàn, Tốn Phong là đế giả bát liên bát diệp, thực lực càng mạnh hơn. Ba người này chính là ba người mạnh nhất khu vực thiên sứ chúng ta, mà U Nguyên Sư Huynh là học viện số một. Vẻ mặt nàng đầy sùng bái, đế tinh A, hiếm thấy đến tột đỉnh, dù toàn bộ dị vực cũng chỉ chừng trăm nhân vật như vậy. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy có thể chia sẻ ba người kia sao vân hà tiên tử hỏi lăng hàn không đáp chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn vân hà tiên tử cười nói ngươi hết lần này tới lần khác khuyên ta không nên suy nghĩ tới ba nàng không phải là có ý tứ với ta chứ vân hà tiên tử trợn mắt ngoác mồm ác ma này cũng không soi gương khuôn mặt xấu dọa người nếu như nàng để ý chẳng phải là con mắt bị mù nàng suy một tiếng phun ra một chữ cút hai mắt nàng muốn phun lửa từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia hỏa tự yêu mình mạnh như Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha nói, ngươi có tin, ta có thể sai bảo ba cô gái kia hay không? Ngươi, Vân Hà tiên tử chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nữ tử thiên sứ tộc nào sẽ coi trọng một ác ma tộc? Có muốn đánh cuộc, hay không? Lăng Hàn cố ý dụ dỗ nàng. Được, Vân Hà tiên tử lập tức đồng ý, nếu như ngươi thua, ngươi cho ta một trái bách quả thụ. Không, nếu là ba người, vậy một cái cũng không thành công, phải bồi ta ba quả. nàng đã ngũ chạm, nhưng đệ đệ vẫn không có, tuy có một tiên quả có thể dùng, nhưng chỉ có một, càng nhiều càng bảo hiểm a. hơn nữa, coi như đệ đệ một quả liền thành công, nhưng đồ chơi này lấy ra bán cũng là giá trên trời. này tương đương với có người đưa tiền, tại sao không muốn? lang hàn khẽ mỉm cười nói, được, nếu như ta một cái cũng không cua được liền thua ngươi ba tiên quả, nhưng nếu như được thì sao? tự ngươi nói, vân hà tiên tử nói nàng cũng không lưu ý lang hàn định giá lớn bao nhiêu ngược lại nàng biết lang hàn là nhất định sẽ không thành công suy bụng ta ra bụng người nàng như thế nào sẽ coi trọng một ác ma tộc huống chi bổn tộc còn có người càng tốt hơn lang hàn suy nghĩ một chút nói ta muốn đại dược cấp bậc thất liên mỗi cua được một cái người bồi ta một cây có thể vân hà tiên tử đáp ứng thẳng thắn tiên dược đánh cược tiên dược cái này vốn là công bằng hơn nữa lang hàn căn bản không thể thắng một lời đã định, Lang Hàn cười nói, bọn họ liên tục đi ba ngày đường, sau đó dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người quả nhiên tách Lang Hàn ra, vây quanh đống lửa ngồi thành vòng, có thể nhìn thấy thời điểm Lang Hàn tới không có một người di chuyển vị trí cho hắn không gian, mà là tự nhiên ăn ăn uống uống. Kha kha, người thực lực mạnh thì có ích lợi gì? Lúc này người có thể ra tay hại người sao? Ngay cả Vân Hà Tiên Tử cũng chỉ mỉm cười, không hề mở miệng nói chuyện thay Lăng Hàn. Ai bảo thứ này quá cuồng ngạo cơ chứ? Lăng Hàn khẽ mỉm cười, đi tới bên cạnh nữ hoàng nói: "Ta có thể ngồi ở đây không?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. "Ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, kia là ba mỹ nhân tuyệt sắc, nhìn nhiều cũng khinh nhờn, ngươi lại dám mở miệng nói muốn ngồi ở giữa các nàng. Ngươi làm sao không đi chết đi? Nhưng mà, càng thêm kinh người chính là, hai nữ tử vẫn hơi di chuyển mông, nhường cho Lăng Hàn một vị trí." Đệt, mọi người chết lặng nhìn Lăng Hàn ngồi xuống chỉ cảm thấy hết thảy đều phảng phất như trở nên không chân thực vân hà tiên tử đang uống trà thấy thế trực tiếp phun ra ngoài sau đó không ngừng ho khan lang hàn nói có thể cua ba nữ hiện tại tuy không thể xem như thành công nhưng chí ít cũng có một nửa nếu không thì ai sẽ sẵn lòng để một số nam tử ngồi ở giữa huống chi vẫn là con dẹp của ác ma tộc tất cả mọi người bị phẫn gần chết tinh tuyệt sắc cỡ nào lại không hiểu ra sao liền khuất phục tên này để bọn họ thật muốn cầm khối đậu vũ đâm chết mình cũng còn tốt nếu chu cái miệng có vẻ rất bất mãn hẳn hết sức căm hận tên bá này oa nếu không vui hồ nữ hận hận nói ngồi chỗ của nữ ngồi chỗ của nữ tiểu nha đầu vỗ mặt đất bên người kêu lên ta sát tất cả mọi người đều phun ra ngoài còn tưởng hồ nữ chán ghét lăng hàn kết quả nàng lại đang ghen tị lăng hàn không có ngồi ở bên cạnh nàng lăng hàn cười to đến ngồi trên đùi ta hồ nữ nhất thời chuyển giận thành vui trước tiên đứng lên sau đó quăng vào trong lồng ngực lăng hàn tìm một vị trí thoải mái nhất dựa vào vô cùng thích ý mọi người ai có thể nghĩ tới ba nữ đế giả đẹp như thiên tiên lại bị một ác ma tộc xấu như lợn cua được không hợp tình lý a à, lăng hàn càng nhìn về phía vân hà tiên tử chớp chớp mắt ý là nguyện thua cuộc người hiện tại nợ ta ba cây tiên dược những người khác lại không biết nhất thời tức giận đến muốn quần ẩu lăng hàn người nha đã chiếm được ba siêu cấp mỹ nữ lại muốn đánh chủ ý vân hà tiên tử Vân Hà Tiên Tử là một nữ nhân, nàng làm sao cũng không tin nữ đế giả sẽ nhất kiến trung tình đối với người nào, huống chi đối phương là một ác ma tộc, còn ba cái đều coi trọng một người. Nàng bừng tỉnh, các ngươi đã sớm nhận thức đúng hay không? Lăng Hàn cười ha ha, vỗ tay cười nói. Không tồi không tồi, người thật thông minh, chương 2533, ra hỏa bẫy người. Tuy được Lăng Hàn khích lệ, nhưng Vân Hà Tiên Tử không có một chút xíu tâm ý hài lòng, bởi vì nàng thua Lăng Hàn ba cây tiên dược. Không, là bị lừa ba cây tiên dược thứ này căn bản là đang cố ý gài bẫy nàng nàng tức điên nhưng cũng không khỏi khâm phục năng lực của lăng hàn một ác ma tộc cua ba tuyệt sắc của thiên sứ tộc quả thực chính là tình thánh mọi người vẫn còn ăn nhưng đều ăn không ngon bốn mỹ nữ đỉnh cấp đều bị lăng hàn cua đi để bọn họ ngẫm lại liền đau lòng có điều thiên tài dù sao cũng là thiên tài cơm nước xong liền lên đường mọi người cũng thu thập xong tâm tình cái gì cũng không sánh nổi thực lực bản thân mạnh mẽ hơn nữa ba nữ hổ nữ đã sớm bị đám người U Nguyên coi trọng, chờ thời điểm trở lại học viện, ba vị này là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn ôm ấp mỹ nhân. Một đường mà đi, có lúc sẽ tiến vào nơi quy tắc quang minh giật động, có lúc sẽ tiến vào khu vực quy tắc hắc ám mạnh mẽ, bọn họ sẽ tận lực tách ra, đi khu vực trung lập. Cũng còn tốt, Lăng Hàn tu luyện quy tắc hắc ám vốn không mạnh, nếu như chủ động tản đi, bất luận quy tắc quang minh hay hắc ám đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn, mà trình độ của ba nữ hổ nữ thì càng thấp, ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Tuy hai người không thể cùng tu, nhưng có thể tham khảo một hồi." Lăng Hàn thầm nói, thiên địa cao cao tại thượng, lực lượng vĩ đại không lường được, mà quy tắc là lực lượng thiên địa cụ hóa, để lại dấu vết, có lý có thể đuổi, không còn mở ảo hư vô nữa. Thông qua quy tắc khắc ám cùng quang minh, cũng có thể biết bí mật thiên địa của dị vực mạnh mẽ, lại thêm hắn đã từng là chúa tể của một thế giới, cái này sẽ giúp hắn rất lớn, để hắn vượt qua quy tắc, thẳng tới bản chất tại sao thiên địa hạt nhân trọng yếu như vậy chính vì nó có thể để người ta nhìn thấy đồ vật trên quy tắc từ đó có thể vượt qua quy tắc sau ba tháng bọn họ đi tới dưới chân một ngọn núi cao dựa theo gia tộc ta đạt được tư liệu khả năng này là cổ mộ của một cường giả thời thượng cổ vân hà tiên tử nói cuối cùng chịu tiết lộ chút bí mật trước nàng là miệng kín như bưng đây là gia tộc cho ta một hạng thử thách có thể thành công đào móc cổ mộ này hay không nàng nhìn về phía mọi người kính xin các vị có thể toàn lực ứng phó giúp ta sau khi mở ra cổ mộ mọi người có thể tùy ý tuyển một bảo vật nếu như có công pháp mọi người có thể tùy ý sao chép có thể đến giúp tiên tử cái này là vinh hạnh của chúng ta đúng còn đề cập bảo vật gì chứ có công pháp là được mọi người đều nói cực kỳ khách khí chủ yếu là ba nữ hổ nữ rõ ràng đừng đùa mà vân hà tiên tử tựa hồ vẫn không có đắm mình tự nhiên để ánh mắt của mọi người lại lần nữa chăm chú vào trên người nàng vậy ta liền trước tiên cảm ơn mọi người vân hà tiên tử hành lễ với mọi người sau đó mang theo mọi người lên núi đi một lúc sẽ ngừng một hồi nhắm mắt trầm tư sau đó mới động trong thức hải của nàng khẳng định có một tấm địa đồ vô cùng phức tạp bằng không không cần vừa đi vừa nghỉ như vậy lang hàn lưu ý quan sát phát hiện nơi này quả thật có chút thành tựu núi đá như trụ từng chiếc dựng lên mới đầu đúng là không có gì nhưng đi tới hiện tại chỉ thấy bốn phía lại có xương dày đặc mù ảnh hưởng tầm mắt nghiêm trọng đây là một trận pháp, ngang, một tiếng thú thét, chỉ thấy phía sau một trụ đá lại đi ra một con cọp trắng như tuyết, mọc ra hai cánh, đây là một thánh thú, trên trán mở ra một đóa hoa sen trắng như tuyết, bảy mảnh hai lá. Tất cả mọi người biến sắc, tuy trong bọn họ không thiếu đế giả, nhưng ngũ chảm chỉ có thể so với dương hồn, dù sao cũng là cách một cảnh giới lớn, hiện tại thánh thú này là âm hồn cảnh, đủ để ngang hàng 10 tên ngũ chảm đế giả. Cái này còn phải là thánh thú này không phải vương giả hoàng giả gì, nếu không thì có thể dễ dàng quét ngang bọn họ bày trận vân hà tiên tử khẽ quát một tiếng trước khi tới đây bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng đương nhiên sẽ không bởi vì nhìn thấy thánh thú thất liên nhị diệp liền rối loạn trận tuyến bọn họ lập tức bày ra một trận pháp bảy người làm một tổ có thể để lực lượng liên hợp đến cùng một chỗ phát huy ra chiến lực so với liên thủ phổ thông còn muốn mạnh mẽ hơn vân hà tiên tử xông lên trước lập tức giết tới con hổ kia con mắt của lăng hàn hơi híp con hổ này xuất hiện quá mức quái lạ Hắn có loại cảm giác đây không phải là hổ thật mà chỉ là trận pháp biến ảo ra ầm um, vân hà tiên tử một đòn oanh đến thân hình con hổ kia nhất thời run lên biến mất không còn tâm hơi Ồ, oh, con thánh thú kia đâu lẽ nào nắm giữ bí pháp không gian bỏ chạy phải thánh thú thất liên nhị diệp nào có dễ giết như vậy bọn họ không dám khinh thường đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch để tránh khỏi con thánh thú này giết cái suất kỳ bất ý lang hàn cười nói không cần sốt sáng như vậy đây là một ảo trận con thánh thú kia không thể lại xuất hiện tự cho là đúng tất cả mọi người là lắc đầu con thánh thú kia nơi nào như là mượn đúng lúc này chỉ thấy bóng trắng lóe lên một thánh thú xuất hiện nhưng là một con sói trắng như tuyết lưng mọc hai cánh chỉ có hai mắt là màu vàng thần uy lẫm lẫm trên trán thì lại hiện ra thất liên tam diệp không được tất cả mọi người biến sắc bọn họ có thể ngang hàng thất liên nhị diệp nhưng tam diệp quá mạnh mẽ liều mạng chính là chữ chết chỉ có kẻ ngu si mới đối cứng trước tiên lui vân hà tiên tử liền vội vàng nói tất cả mọi người lùi chỉ có lăng hàn còn đứng tại chỗ sói trắng rít gào một tiếng nhào về phía lăng hàn lăng hàn đứng chắp tay chỉ làm như không thấy hô sói trắng nhào lên nhưng trực tiếp xuyên qua thân thể thật giống như thân thể của lăng hàn là trong suốt thực sự là huyễn ảnh tất cả mọi người kinh ngạc sau đó dùng cặp mắt kính để nhìn lăng hàn bọn họ thật không hề có một chút phát hiện con sói này có địa phương nào không chân thực nhãn lực này thực sự là kém quá nhiều. Lăng Hàn chỉ mỉm cười, hắn có thể nhìn ra con thánh thú này là giả, càng nhiều chính là một loại trực giác, mà loại trực giác này trước đây không có, mà là sau khi hắn trở thành chúa tể thiên địa mới xuất hiện. chương 2534, lại đoàn người. Bởi vì chủ của thiên địa vượt qua quy tắc, có thể thẳng tới bản chất. Hắn đương nhiên sẽ không giải thích, nhìn Vân Hà tiên tử nói. Đến, tiếp tục dẫn đường đi, nhìn ra huyện ảnh là một chuyện, nhưng muốn hắn phá ảo trận này lại là chuyện khác vân hà tiên tử gật đầu trong lòng thầm kêu may mắn nếu như không có kêu lăng hàn bọn họ nhất định sẽ bị những huyễn ảnh thánh thú này chơi chết thậm chí sẽ bỏ qua ý nghĩ tiếp tục tiến lên nàng đối chiếu địa đồ trong đầu lại bắt đầu chỉ đường lần này bất luận xuất hiện thánh thú gì bất luận cường đại cỡ nào tất cả mọi người cũng không có gì lo sợ dũng cảm tiến tới hiệu suất này liền cao vẻn vẹn chỉ sau nửa canh giờ bọn họ liền đi ra mê trận này phía trước xuất hiện một hang núi, sâu không thấy đáy. Nhưng mọi người lập tức nhíu mày, bởi vì ở lối vào của sơn động lại đã có một đội người. Hả, nhìn thấy đoàn người lăng hàn, đội người kia cũng cùng nhau nhìn lại, tổng cộng có 9 người, phân biệt là 7 nam hai nữ, đều là ác ma tộc. Các ngươi làm sao biết nơi này? Người đối diện dành trước hỏi, Vân Hà Tiên Tử trầm giọng nói, câu nói này hẳn là ta hỏi các ngươi, hả, ngươi là Vân Hà Tiên Tử của Quý Lạc Gia, một tên ác ma tộc tách mọi người đi ra nhìn biểu hiện phản ứng trên mặt mọi người người này hẳn là người đứng đầu nhóm này vân hà tiên tử nhìn người kia một hồi mới nói bạo vũ gia tộc kiếm hổ không sai ác ma tộc kia gật gù chắp hai tay sau lưng khí thế đoạt người biểu hiện của vân hà tiên tử hơi căng thẳng thấp giọng nói với người ở bên cạnh bạo vũ gia tộc là cửu liên hào môn mà bạo vũ kiếm hổ là người xuất sắc trong thế hệ tuổi trẻ hiện nay ở cửu ngang học viện cửu ngang học viện Mọi người vừa nghe, đều lộ ra vẻ giận dữ. Gần trăm vạn năm trước, U Nguyên chính là thua quái vật ở Cửu Ngang Học viện, mới để bọn họ dừng lại ở 72 tên, nếu không, Bách Chiến Học viện xếp hạng còn có thể càng cao hơn. Bởi vậy, bọn họ tự nhiên không hề có hảo cảm với Cửu Ngang Học viện. Có điều Vân Hà tiên tử, làm sao bọn họ biết nơi này? Có người hỏi ra vấn đề mấu chốt, bọn họ dựa vào địa đồ cũng quanh quẩn như thế, muốn nói đoàn người của Bạo Vũ Kiếm Hổ đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này điều này bảo người ta làm sao tin tưởng. Vân Hà Tiên Tử hơi nhíu mày, một lát sau mới nói. Quý Lạc Gia ta ở trong phòng đấu giá đạt được bản đồ cổ, khả năng chủ nhân một đồ nhiều bán, bạo vũ gia tộc cũng đạt được một phần. Mọi người cũng cao mày, cổ mộ dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng nguy cơ to lớn nhất của thế gian khởi nguồn là thứ còn sống. Này, gia hỏa bên kia, có phải ngươi muốn làm ác ma tộc chúng ta mất hết mặt mũi không, lại theo một đám thiên sứ tộc trộn lẫn? Có người nói với Lăng Hàn, đầy mặt xem thường. Xác thực, thiên sứ cùng ác ma đối lập, không đánh nhau đã rất tốt, mà ở cùng nhau càng là quái sự khó mà tin nổi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, người quản được sao, mẹ kiếp, ta muốn giết tên bại hoại ngươi. Bên kia có người nhảy ra ngoài, trên mặt biểu hiện hung ác. Người bên Vân Hà Tiên Tử đều cười vui vẻ, hai tay chắp sau lưng, một bộ việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Thứ nhất đây là ác ma tộc nội đấu, xác thực không mắc mớ gì đến bọn họ. Thứ hai thực lực của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, căn bản không cần bọn họ nhúng tay. Ngay cả Vân Hà Tiên Tử cũng không có ý ngăn cản, chỉ nhìn bảo vũ kiếm hổ nói. Quản tốt người của ngươi, không sau đó hối hận thì đừng tìm ta. Bảo vũ kiếm hổ cười gần, chỉ cho rằng đây là Vân Hà Tiên Tử đang hư trương thanh thế. Thấy bảo vũ kiếm hổ không có phản đối, tên ác ma tộc kia lập tức nhào về phía lăng hàn, hai tay nhấn một cái, hóa thành một tòa kiếm sơn, xèo xèo xèo, vạn mũi tên cùng phát, muốn bắn lăng hàn thành cái sàng. Đùng! Lăng Hàn tiện tay rút ra một bạt tai, liền thấy người ác ma tộc kia đã bay ra ngoài, người ở giữa không chung không ngừng đảo quanh, phun ra răng nát. Nguyên lai là một tên đế giả, bạo vô kiếm hổ trầm giọng nói, mới vừa rồi bị đánh bay chính là một tứ trảm hoàng giả, mà ngũ trảm là thời điểm đế giả áp chế hoàng giả lợi hại nhất, một chiêu liền quất bay cũng không kỳ quái. Hắn càng thêm phẫn nộ, đường đường đế giả lại còn muốn ôm bắp đùi của Vân Hà Tiên Tử, người đây là muốn ném mặt của ác ma tộc vào trong cống sao nói rồi ngươi sẽ hối hận. Vân Hà tiên tử thêm dầu vào lửa, đây là một đối thủ cạnh tranh, kịp lúc đuổi đi mới tốt. Bạo vũ kiếm hổ tự nhiên nổi giận, hắn hừ một tiếng nói. Vậy liền để ta tới lĩnh giáo một hồi, người cực kỳ xấu xí, nếu đến đánh nổ ngươi. Hổ nữ nhảy ra ngoài, một tay chỉ vào bạo vũ kiếm hổ, tràn đầy kiêu ngạo. Xấu, người cực kỳ xấu xí, vẻ mặt bạo vũ kiếm hổ cứng ngắc, hắn là Mỹ Nam tử khó gặp của ác ma tộc có được hay không, chỉ là chủng tộc không giống, ánh mắt thẩm mỹ cũng không giống, lại bảo hắn là người xấu xí. Nữ nhân ác miệng, ta cũng không tha ngươi, hắn nhào ra, muốn tàn nhẫn giáo huấn hổ nữ một phen. Ai sợ ai, hổ nữ không sợ đón nhận, oanh oanh oanh, hai người lập tức chiến lên, mà mọi người kinh ngạc phát hiện, lại là hổ nữ chiếm cứ thượng phong, hơn nữ yêu thế còn không phải lớn đến bình thường. Đây là tự nhiên, hổ nữ nguyên bản là có cơ hội trở thành đế tinh, chỉ là thiên địa bản nguyên quá ít, trong cơ thể nàng chỉ có lạc ấn của một vị tiên vương tầng 9, không cách nào dựa vào cái này hóa ra chín phân hồn. Nhưng nàng ở trong đế giả cũng là số 1 số 2, hiện tại trọng tu quy tắc của dị vực, sức chiến đấu tăng thêm một bước, trên thực tế sức chiến đấu chân chính đã không thua đế tinh. Bạo vũ kiếm hổ sao có thể chống lại, tiểu nha đầu hô to gọi nhỏ, hòa quyền như ngọc phung vẩy, tuy dáng rất đẹp đến kinh người, nhưng uy lực cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn áp chế bạo vũ kiếm hổ. Sau mấy chục chiêu, tiểu nha đầu một cước đá ra, đá bạo vô kiếm hổ bay ra ngoài, đạt được toàn thắng. Cái này vẫn là ở chạm trần nếu như cảnh giới của bọn họ càng cao hơn, vậy sức chiến đấu của hổ nữ sẽ hình thành nghiền ép, tranh lệch của đế tinh cùng đế giả vốn là đến phân hồn mới có thể thể hiện ra. Người bên bạo vũ kiếm hổ đều kinh hãi, vội vàng nâng bạo vũ kiếm hổ dậy, xoay người bỏ chạy. chương 2535, vào động, ngay cả người bên Vân Hà Tiên Tử cũng cực kỳ khiếp sợ, bọn họ chỉ biết hổ nữ là đế giả, nhưng vạn lần không nghĩ tới sức chiến đấu có thể mạnh như thế chiến lược như vậy là không hợp với lẽ thường đế giả tranh lệch làm sao có khả năng đạt đến tình trạng khuếch đại như vậy nữ quả nhiên lợi hại hổ nữ hai tay chống nạnh rào rạt đắc ý cực kỳ tinh tướng vân hà tiên tử đè xuống khiếp sợ trong lòng nhìn hổ nữ mấy lần mới nói chúng ta vào đi thôi bọn họ vào sơn động nơi này đen kịt một màu càng có một loại mùi vị mục nát không nói ra được cực kỳ gây mũi đi tới tận cùng của sơn động, nơi này có một bộ thi thể, rất cao lớn, chết đi không biết bao nhiêu năm, mục nát đến chỉ còn dư lại một khung xương, trên người có một trường bào màu vàng óng, tỏa ra mùi thối mãnh liệt. Đây chính là cổ mộ, đây chính là xác ướp cổ, có người không nhịn được kêu lên, đùa gì thế? Vân Hà Tiên Tử lắc đầu, chỉ chỉ thi thể nói. Đẩy thi thể này ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức có hai người tiến lên động thủ. Ô, phía sau thi thể có cái động, hai người này lập tức kinh ngạc thốt lên lang hàn cũng nhìn sang quả nhiên bởi vì thi thể này quá mức khổng lồ lại vừa vặn ngăn cái động phía sau thật giống như nơi này chính là phần cuối hô đẩy thi thể ra một chút xíu liền có một luồng sức hút mạnh mẽ hiện lên thật giống như muốn hút bọn họ vào trong nhưng cũng bởi vì sức hút này quá khổng lồ oanh thi thể lại bị hút trở lại một lần nữa chặn mất lối vào nhất thời sức hút biến mất đến cùng một chỗ dùng sức hai người chuyển thi thể nhìn nhau một cái đều có chút đỏ mặt bọn họ lại không có thể đẩy thi thể không đỡ nổi sức hút có chút mất mặt a à. hai cao thủ ngũ chảm lại nhấc bất động một bộ thi thể cái này không phải chuyện cười lớn sao bọn họ lại di chuyển thi thể dồn dập dùng sức một góc của thi thể rất dễ dàng liền bị đẩy ra mà khi miệng hang lộ ra một bộ phận liền có hấp lực đáng sợ sản sinh mặc cho hai người này dùng sức làm sao cũng vô dụng không cách nào nhích được một tia hai người đã làm mất mặt một lần sao có thể thất bại lần thứ hai không ai không sử dụng sức lực bú sữa mẹ, ong ong ong, trên người bọn họ có từng viên từng viên phù quang tỏa ra, bốn lá sen cũng giật động. Đùng, chỉ thấy huyết quang lóe lên, một người trong đó một cánh tay bị kéo đứt đoạn, máu tươi dâng trào, điều này làm cho tên còn lại bị dọa cho phát sợ, vội vã buông lỏng tay ra, nhất thời thi thể bị hút trở lại, một lần nữa ngăn chặn lối vào. Ta không có chuyện gì, người tay cụt kia nói, một bên vận chuyển lực lượng trong cơ thể, lực lượng quy tắc bao vây, một cánh tay mới lập tức sinh ra, da mỏng thịt non. Điều này cần tiêu hao tinh huyết cùng lực lượng quy tắc nhất định, chỉ là ngoại thương, võ giả chảm trần trở lên khôi phục lại đều rất nhanh, bởi vì không cần trục xuất ý chí võ đạo dị trùng. Người làm sao bị thương, thi thể này có gì đó quái lạ sao? Vân Hà Tiên Tử trầm giọng hỏi, không phải, người kia lắc đầu, có chút ngượng ngùng, ta dùng sức quá mạnh, mới sẽ kéo đứt mất cánh tay. Mọi người đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngơ ngác. Tên này lại dùng sức lớn đến rơi cánh tay, hắn đến cùng dùng sức lực bao lớn. Then chốt là, đã dùng lực đến mức độ như thế, nhưng vẫn không có rời bộ thi thể kia ra, hấp lực lớn có thể thấy được chút ít. Hơn nữa, thi thể này cũng quá mạnh đi, đã thành một bộ khung xương, còn bị sức hút như vậy tác dụng, nhưng lại không có nổ tung, thật kinh người. Chỉ sợ bộ trường bào này là trí bảo, có người ánh mắt lè lè, chăm chú vào trường bào trên người thi thể. Tất cả mọi người gật đầu, trường bào này kháng được sức hút, hiệu quả phòng ngự trí ít đạt đến tứ chảm hoàng giả trở lên vừa nãy hai người này chính là tu vi như thế ta đến thử xem một tên ngũ chảm đế giả nhảy ra ta đến giúp ngươi một tay lại một tên ngũ chảm đế giả đi ra hai người đồng loạt ra tay tương tự là hai bên trái phải nắm một tay của thi thể sau đó dụng lực kéo ra phía ngoài thi thể hơi động sức hút nhất thời đến nữa cực kỳ cuồng mãnh hai đế giả cũng toàn lực làm trên chắn có thể nhìn thấy mạch máu hiện lên khuôn mặt tinh mỹ của bọn họ đã phá hoại hoàn toàn có vẻ cực kỳ dữ tợn bốn cánh không ngừng giật động bốn chân bay lên không nhưng thi thể dễ dàng động bất quá muốn hoàn toàn rời đi lại khó như lên trời hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ bọn họ rất nhanh liền từ bỏ tại sao lại như vậy tất cả mọi người khiếp sợ cái này phải làm sao mới có thể đi vào tuy vẫn có thể mở ra một lỗ hổng nhỏ nhưng nếu bị hút vào ai biết ở trong đó có nguy hiểm gì Nơi này vốn tràn ngập quỷ dị, ai tin tưởng trong động này là một chốn cực lạc. Không bằng, cởi bộ trường bào này xuống đi. Có người đề nghị, thi thể đã mục nát, như vậy chỉ cần cởi trường bào xuống, bản thân thi thể sẽ bị hút vào, cứ như vậy, cửa động tự nhiên hiển hiện. Cái này cần những người khác tán đồng, cho rằng đây là một biện pháp thích hợp. Lăng Hàn cũng không phản đối, chỉ khẽ nhíu mày, có một loại bất an khó có thể hình dung. Bọn họ cưới áo choàng của thi thể, lại phát hiện nút buộc nan giải đến lạ kỳ, nhưng sau gần nửa canh giờ vẫn có thể mở ra một viên để bọn họ nhất thời hoan hô cuối cùng nhìn thấy hy vọng tiếp tục cố gắng bỏ ra dòng giã một ngày bọn họ cuối cùng mở ra trường bào hô toàn bộ áo choàng đều dán ở lối vào hơi giật động mấy lần xèo nhất thời bị hút vào sau đó liền thấy bộ thi thể kia cũng lập tức hóa thành mảnh vỡ mấy trăm cây xương như lưu tinh bay vào trong động không được lang hàn mới vừa nói ra một câu cả người đã mất khống chế bị hấp lực kéo về phía cửa động không chỉ hắn, tất cả mọi người đều bay, cái sức hút này thật đáng sợ. Đám người Vân Hà Tiên Tử còn liều mạng vỗ cánh, nỗ lực muốn ổn hạ thân hình, nhưng vậy thì có ích lợi gì, ở trước mặt lực hút này vốn là bé nhỏ không đáng kể. Xeo, bọn họ bị hút vào cửa động, thân thể không ngừng xoay vòng, mỗi người đều khó chịu đến muốn nôn mửa, đầu óc choáng váng, có mấy người hôn mê bất tỉnh, nhưng trong miệng không ngừng phun ra ngoài. Chương 2536 Thiếu niên thượng. Chí ít một nén hương thời gian bọn họ chỉ cảm thấy mắt sáng lên, đập vào mắt chính là một không gian trắng trói mắt, oanh, 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 thân thể của bọn họ dồn dập hạ xuống, té xuống đất, nhưng không có chút đau đớn. Đây là một tuyết sơn, chẳng trách trắng như thế, sáng như thế, té xuống cũng không một chút đau đớn. Mọi người rên rỉ, dồn dập bò dậy, ngay cả mấy gia hỏa hôn mê cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng lập tức nôn mửa như điên, vẫn cực kỳ khó chịu. Đây là nơi nào, tất cả mọi người nói sắc mặt của vân hà tiên tử hơi tái hiển nhiên người vẽ tấm bản đồ này không có tiến vào nơi đây nhưng lại nói đây là mộ của vị tổ vương nào đó mục đích chỉ là nâng giá trị của tấm bản đồ này nhìn hắn một vật bán hai người liền biết nhân phẩm ra sao rồi bắt đầu từ nơi này hết thảy đều xa lạ nhưng cũng có thể nguy hiểm đến tột đỉnh xương gãy rơi đầy đất nhưng trường bào lại không thấy có người ôm đầu kêu lên đây thực sự là không may kỳ thực điều này cũng có thể tưởng tượng trường bào bị gió thổi trời mới biết có thể bay tới nơi nào đi về phía trước nhìn bọn họ muốn xác nhận đường lui xem được không nơi này không biết phương hướng trước lại đầu óc choáng váng căn bản không biết đi đâu nhưng cũng không quan trọng lắm chỉ cần nhìn chiều gió liền biết bọn họ là bị hấp tới như vậy chỉ cần ngược gió mà đi liền có thể tìm được bọn họ xuất phát rất nhanh ở giữa sườn núi phát hiện một cái cửa động nhưng gió nơi này cực kỳ bá đạo bọn họ vừa mới tiếp xúc liền bị hất bay ra ngoài, căn bản không có sức đề kháng. Sau khi thử mấy lần, bọn họ chỉ có thể chán nản từ bỏ, không thể không thừa nhận, bằng thực lực của bọn họ bây giờ là không thể xông qua được. Vậy chỉ có ở trong này tìm kiếm biện pháp rời đi. Mọi người đánh giá ở trên núi tuyết, một mảnh trắng xóa, hoàn toàn không nhìn thấy một chút màu sắc. Đi thôi, nói không chắc còn có thể tìm được cái áo choàng kia. Cái này chỉ ít cũng là một động lực, bọn họ vừa định đi, chỉ nghe giữa bầu trời tiếng ưng lệ truyền đến, bọn họ dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy một con đại bàng màu bạc cực kỳ xinh đẹp xẹt qua trời cao, hai cánh mở ra dài 10 trượng, tuy so với những đại quái vật hơi một tí là như núi kia bé nhỏ không đáng kể, nhưng tỏa ra khí thế khiến người ta sợ hãi. Con đại bàng màu bạc này cũng phát hiện bọn họ, chỉ một cái ánh mắt mà thôi, liền để trong lòng mỗi người run lên, khó chịu đến không cách nào hình dung. Con thánh thú này ghê gớm, chỉ ít là tồn tại bát liên. Mọi người đều biến sắc, nếu như bị một bát liên thánh thú nhìn chầm chầm, lại hoàn toàn không có đường lui, vậy chỉ có chờ chết. Trốn đi đâu, đại bàng màu bạc đột nhiên phát ra một tiếng lệ gọi, nhất thời đập cánh mà xuống, hai cánh hóa thành lưỡi dao sắc, cắt không khí, để nới đó hóa thành chân không. Một bổ này, nhanh như chớp giật, đi cửa động, lang hàn hét lớn, một bên nắm lên ba nữ hổ nữ hành động trước tiên. Mọi người hơi run run, lập tức phản ứng lại, cũng chạy về phía đường cũ. Đại bàng màu bạc bay xuống, đột nhiên chấn hai cánh, thân thể gấp rơi xuống, hai chảo vung lên, tóm tới đám người lăng hàn. Nó thực sự là quá mạnh mẽ, rõ ràng còn cách vài chục trượng, nhưng hung uy đáng sợ bao phủ, vẫn để cho mọi người cảm giác ra rẻ muốn nứt ra. Chỉ có lăng hàn như không có chuyện gì xảy ra, cảnh giới của hắn rơi xuống, nhưng thể phách không có, vẫn cực kỳ cường hãn, hoàn toàn có thể ăn nhất bí oanh kích mà như không có chuyện gì xảy ra, vậy bát liên thánh thú chỉ bằng hung uy, làm sao có khả năng để hắn cảm thấy không khỏe mắt thấy móng vuốt của đại bàng màu bạc muốn vồ xuống oanh nhưng cả người nó bị thổi bay ra ngoài không có sức chống cự mảy may đối lập với sức hút khủng bố kia bát bí cũng hoàn toàn không đáng chú ý tất cả mọi người cười to cái này không chỉ tránh được một kiếp còn để con đại bàng màu bạc kia vô cùng chật vật cũng coi như báo một mối thủ lớn để trong lòng bọn họ vô cùng thoải mái chỉ một hồi liền thấy đại bàng màu bạc kia quay đầu trở lại nó bay vút trên không đột nhiên lao xuống lại khởi xướng tiến công về phía mọi người oanh khi nó rơi xuống đến khu vực kình phong thổi nhất thời liền bị luồng khí này chấn bay trong nháy mắt lại không còn hình bóng con đại bàng lớn đến nha hổ nữ nhìn con đại bàng lớn này vẫy tay kéo cửu hận đến a à, chúng ta ở chỗ này chờ mọi người cũng bắt đầu trào phúng giữa bầu trời con đại bàng màu bạc kia không ngừng xoay quanh nhưng không dám lỗ mãng mà phát động tập kích nó đối với luồng kình phong kia cũng sản sinh kiêng kỵ sâu sắc nó lại thử nghiệm mấy lần, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, hai cánh rung lên, nghênh ngang rời đi. Đám người lăng hàn cũng không dám khinh thường, mà cẩn thận đề phòng, sợ so tên to xác này giết cái hồi mã thương, như đợi ba ngày, lại không thấy giữa bầu trời có động tĩnh gì, lúc này bọn họ mới xuất phát, bước về phía dưới ngọn núi. Nhưng lần này, bọn họ không dám phi hành trên không trung, này căn bản là mục tiêu sống. Bọn họ cất bước ở trên mặt đất, nhưng rất nhanh ánh mắt của mọi người liền tập trung đến trên người của lăng hàn, bởi vì hiện tại hắn một thân đỏ hồng, ở trong tuyết xác thực cực kỳ dễ thấy. Lăng Hàn cười ha ha, hơi suy nghĩ, trong nháy mắt da rẻ đã biến thành trắng như tuyết. Bọn người Vân Hà tiên tử kinh ngạc, tuy thay đổi màu da rất dễ dàng, nhưng đối với một tên đế giả mà nói, bản thân tự nhiên cực kỳ kiêu ngạo, thay đổi hình mạo tự nhiên là vô cùng nhục nhã. Nhưng không chờ bọn họ mở miệng, Lăng Hàn lại chủ động thay đổi màu da, cái này thật khiến người ta khiếp sợ. Nhưng bọn họ lại không biết, thân ác ma này của lăng hàn vốn là ngụy trang tự nhiên không thèm để ý rằn vặt cái gì người này thực sự là co được giãn được thật đáng sợ tuy không có phi hành nhưng tốc độ của bọn họ thực quá nhanh rất nhanh liền đi tới dưới chân núi khắp nơi vẫn là cánh đồng tuyết nhìn không thấy cuối dù bọn hắn đều là chảm trần nhưng ở đây quá lâu vẫn cảm giác một luồng hàn ý ngâm xương bọn họ không ngừng rời xa tuyết sơn lại đi đại khái 10 ngày rốt cục đi ra cánh đồng tuyết chỉ thấy phía trước xuất hiện xanh lục bát ngát để bọn họ cảm thấy phấn chấn. Cánh đồng tuyết đã biến thành thảo nguyên, mênh mông vô bờ, khiến lòng người thoải mái. Chương 2537, thiếu niên hạ. Mọi người tiếp tục tiến lên, thảo nguyên cũng có chút biến hóa, có nhiều chỗ cỏ chỉ cao khoảng gan tay, nhưng có địa phương đạt đến 2-3 thước, thậm chí cao mấy trượng cũng có, vốn là rừng nhỏ a. À. Đi nhiều ngày như vậy, bọn họ dự định dừng lại nghỉ ngơi một chút, dù sao nơi này đã từng xuất hiện một thánh thú mạnh mẽ, vẫn là cẩn thận mới tốt. Bởi vậy bọn họ chọn một bụi cỏ cao to mượn bụi cỏ để che giấu bọn họ đều dành thời gian tiến hành điều tức liên tục đi đường nhiều ngày như vậy bọn họ cũng xác thực cảm thấy có chút vất vả hả mọi người giật mình bọn họ nghe được tiếng bước chân từ đằng xa đang nhanh chóng chạy tới là người bọn họ lập tức có phán đoán bởi vì từ tiếng bước chân có thể phán đoán người tới chỉ có hai chân cái này cơ bản vốn là sinh linh hình người chẳng lẽ còn có người khác trước tiên tiến vào nơi này Tất cả mọi người lắc đầu, chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì bọn họ là nhóm đầu đẩy thi thể chắn đường ra. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ có người thu nhỏ lại thân thể, từ trong lỗ hổng nhỏ tiến vào. Gần rồi, bọn họ đều làm tốt chuẩn bị ra tay, từ tốc độ của người kia đến xem, tu vi của người này cũng không cao. Xeo, một bóng người từ đỉnh đầu của bọn họ xẹt qua, mọi người thấy rõ, đây là một thiếu niên 15-16 tuổi, trên người bận áo đỏ hồng, thân thể không cao lớn lắm nhưng bắp thịt cuồn cuộn, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Hắn là thiên sứ tộc, trên lưng mọc ra hai cánh chim, nhưng nhỏ đến đáng thương, hoàn toàn mở ra cũng không vượt qua hai thước. Nhưng vấn đề là, trên đầu hắn lại mọc ra hai cái sừng, đây rõ ràng là tiêu chí của ác ma tộc. Thiếu niên cầm một cây thiết xoa, trên tay còn mang bao cổ tay, phản xạ tia sáng chói mắt. Bọn người lăng hàn lập tức biết tại sao thiếu niên này phải chạy, bởi vì ở sau người hắn, một con sói lớn màu bạc nhảy ra, nhanh chóng đuổi theo thiếu niên kia, muốn vổ hắn ngã xuống đất trong lòng bọn họ chấn định con cự lang này chỉ là ngũ liên tứ diệp căn bản không phải đối thủ của bọn hắn có điều thiếu niên kia chỉ là ngũ liên nhị diệp thực lực so với con sói trắng này có tranh lệch rất lớn tự nhiên không cách nào lực địch chờ một người một sói đều bay vọt qua bọn họ dồn dập đứng lên lấy tu vi của bọn họ muốn giấu giếm được một người một sói kia tự nhiên là việc nhỏ bọn họ nhìn lẫn nhau đều lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì thiếu niên này cảnh giới thấp như vậy hiển nhiên không thể là từ trên cửa động kia tiến vào đây là một thổ dân, đây rốt cuộc là nơi nào? Bọn họ đuổi ở phía sau, cũng không vội ra tay. Thiếu niên kia chạy trốn, nhưng tốc độ không thể nhanh hơn sói trắng, đang bị kéo gần, chỉ nửa nén hương thời gian, sói trắng đã đuổi đến rất gần, vuốt phải tìm tòi, vạch tới sau lưng thiếu niên kia. Đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên hét lớn một tiếng, chân phải gập lại, cả người nhất thời quay lại, đã biến thành mặt hướng sói trắng, sau đó tản nhẫn vung màu sắt trong tay. Sói trắng rũi chảo ngăn chặn nhưng lại không đỡ được, thật giống như thực lực của thiếu niên kia trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, phốc, trực tiếp từ mắt trái của sói trắng đâm vào, tiến vào một đoạn dài. Oanh, sói trắng phản kích, đánh bay thiếu niên ra ngoài, nhưng vô lực truy kích, mà không ngừng nhảy nhót tưng bừng, máu tươi từ trong mắt trái của nó tung bay, nó kêu rên, phốc, thiết xoa bắn ra ngoài, nó dùng mắt phải còn sót lại nhìn, muốn tìm giết thiếu niên kia. Có điều, thiếu niên không nhìn thấy bọn người lăng hàn, nhưng nó nhìn thấy chừng 10 người khác. Nó bị thương quá nặng, hơn nữa còn thương tổn đầu óc, đâu còn năng lực suy nghĩ gì, nhìn thấy người liền nhào tới, không chút do dự mà giết về phía những người này. Cút, một tên đế giả khẽ quát một tiếng, đùng, con sói trắng này nhất thời hóa thành mưa máu. Chỉ là yêu thú cấp bậc sáng thế cảnh, ở trước mặt ngũ trảm đế giả tự nhiên yếu như mảnh vụn, hét một tiếng liền bị chấn bạo. Sói của ta, sói của ta, thiếu niên từ trên mặt đất bò dậy, trên bụng của hắn có móng vuốt sói trắng lưu lại vết thương, đang chảy máu, nhưng hắn không để ý mà dùng vẻ mặt hồn bay phách lạc nhìn sói trắng hóa thành mưa máu kia người trả sói cho ta ánh mắt thiếu niên kia từ mờ mịt đến phẫn nộ nhìn tên đế giả kia quát đế giả kia không thích hắn là thân phận cỡ nào ngũ liên nho nhỏ cũng dám hô to gọi nhỏ với hắn quả thực không biết cái gọi là hắn vung lên tay quay về thiếu niên chỉ tay không giết cũng phải để thiếu niên kia ăn chút vị đắng biết tốt xấu lang hàn cười ha ha sau đó vung lên Oanh, đế giả này nhất thời bị hắn chấn bay ra ngoài. Người ta vẫn là một thiếu niên, hơn nữa người xác thực đánh nổ chiến lợi phẩm của người ta, trách người không đúng sao? Hiện tại nhu yêu nữ càng ngày càng hiểu rõ lăng hàn, lập tức đứng dậy nhìn thiếu niên nói: Tiểu huynh đệ nói cho tỷ tỷ, tại sao người phải mạo hiểm săn bắn? Nàng tu chính là mê hoặc chi đạo, có thể không đánh mà thắng chi binh. Tuy hiện tại bị cắt đến ngũ chạm, nhưng thứ nhất làm cho nàng bước vào đế cảnh, thực lực đánh nhau cùng cấp càng mạnh hơn thứ hai thiếu niên này chỉ là sáng thế cảnh, ở trước mặt mỹ thuật của nàng tự nhiên càng không có sức đề kháng. Thiếu niên chỉ cảm thấy cô gái trước mặt này đẹp như thánh mẫu, không tự chủ được mà nghe theo lời của đối phương. Ngày hôm nay là lễ thành nhân của ta, ta nhất định phải độc lập săn bắn một con mồi mạnh hơn mình, để chứng minh ta có tư cách trở thành một thành viên săn bắn. Vậy ngươi tên là gì, đến từ nơi nào? Nhu yêu nữ lại hỏi, ta tên ung khâm, thiếu niên nói, ta đến từ mã hãn bộ lạc, tỷ tỷ, ngươi thật đẹp mắt hắn có chút si mê nói. Nhu yêu nữ không khỏi cười ngạo nghễ, câu nói sau cùng của thiếu niên không phải bởi vì mỹ thuật của nàng, mà là chân tâm thực lòng cảm thấy nàng đẹp đẽ, cái vỗ mông ngựa này để nàng rất thoải mái. Tỷ tỷ, ta dùng người con mồi cầu hôn ngươi, gả cho ta có được hay không? Ung khâm nói, lại bắt đầu cầu hôn, mọi người không khỏi mỉm cười, thiếu niên này cũng thật có ý tứ. Nhu yêu nữ kiêu ngạo nói, tỷ tỷ đã lập gia đình, ung khâm nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, một bộ nhân sinh đã không có ý nghĩa. Thiếu niên, bao tay của ngươi có thể cho ta nhìn một chút không?" Lang Hàn hỏi, ánh mắt nhìn bao tay mà thiếu niên kia đeo. Chương 2538, bao tay kỳ quái. Ông Khâm lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, "Ngươi muốn làm cái gì? Đúng rồi, các ngươi là người nào?" Hắn lại ngơ ngơ ngác ngác lấy ra toàn bộ nội tình, thực sự là quỷ dị. Lang Hàn mỉm cười, "Chúng ta không phải người xấu, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng chúng ta." Ông Khâm đương nhiên sẽ không tin tưởng, vẫn không tín nhiệm. Tiểu huynh đệ, phải tin tưởng chúng ta, như yêu nữ nói, trong ánh mắt có một tia sáng. Ung Khâm không tự chủ được gật đầu, sau đó nói. Cái bao tay này không lấy ra được, trừ khi ta chết. Lăng Hàn kinh ngạc, nắm tay thiếu niên kia, quan sát tỉ mỉ cái bao tay này. Vừa nãy thiếu niên có thể một đòn đánh giết sói trắng, dĩ nhiên là hắn vẫn cố ý chạy trốn, dụ dỗ sói trắng xuất kích, nhưng đột nhiên giết cái hồi mã thương, một nguyên nhân khác là bao tay trên tay hắn, trong nháy mắt kia giật động ánh sáng, ra chỉ lực lượng cho thiếu niên, mới có thể một đòn chiến thắng. Nhưng không giống các bảo khí mà Lăng Hàn hiểu rõ, trên bao tay này rõ ràng không có khí văn gì, mặc dù có chút hoa văn, nhưng thật chỉ như trang sức, để hắn cảm thấy tò mò. Người khác không có lực cảm ứng nhạy cảm như hắn, dù sao Lăng Hàn từng làm chủ của thiên địa một quãng thời gian, bây giờ đối với lực lượng, quy tắc biến hóa là cực kỳ mẫn cảm. Lại nói, coi như có người biết cũng sẽ không coi là chuyện to tát, chỉ là cấp bậc ngũ liên, căn bản không vào pháp nhãn của bọn họ. Lăng Hàn quan sát tỉ mỉ, nhưng ngoại trừ tinh mỹ ra, cái bao tay này không có địa phương lạ kỳ gì. Lòng hiếu kỳ của hắn càng nặng, ý thức thăm dò vào trong đó, nhưng vậy thì xảy ra vấn đề rồi, tách, cái bao tay này lại nứt ra, sau đó từ trên tay thiếu niên rớt xuống. a, à, ung khâm kinh ngạc thốt lên, sau đó trở nên hồn bay phách lạc. Bao tay của ta, bao tay của ta, một bộ đau đến không muốn sống bao tay rơi xuống liền có thể nhìn thấy trên cổ tay hắn có một cái lỗ giống như lỗ kim có điều lực chữa trị của sáng thế cảnh cũng không tệ rất nhanh vết thương này liền khôi phục đây là bao tay đâm ra thiếu niên nói cái bao tay này không thể lấy ra trừ khi hắn chết cái lỗ kim này chính là bao tay giám thị sinh mệnh của hắn sao lang hàn để nhu yêu nữ đi an ủi thiếu niên mình thì cầm lấy bao tay phá nát tỉ mỉ nghiên cứu nhưng hắn lập tức kinh ngạc trong cái bao tay này kỳ thực vô cùng phức tạp, hóa thành từng sợi dây nhỏ, nhưng hiện tại những sợi này bố cục đã hoàn toàn rối loạn. Thật giống như, cái bảo cụ này tự hủy, không cho người ta dòm ngó công nghệ trong đó sao. Lăng Hàn thầm nghĩ, thực lực của hắn vượt xa cực hạn của bao tay này, cho nên khi hắn lấy thần thức xâm nhập, cái bao tay này tự biết không cách nào chống lại, liền khởi động phương pháp hủy diệt. Quái lạ, thực sự là quá quái lạ, nếu bảo khí có linh, như vậy yếu tố đầu tiên chính là bảo mệnh, làm sao sẽ tự hủy. Một bên khác, ở dưới nhu yêu nữ an ủi, thiếu niên cũng không náo loạn, nhưng vẫn một bộ sống không bằng chết như cũ. Nghe hắn nói, ở trong bộ lạc của hắn, xem loại bao tay này là bảo cụ cực kỳ quý giá, chính là tượng trưng cho thân phận, nếu hủy, sẽ bị tộc nhân xem thường. Lăng Hàn cảm thấy hết sức hứng thú nói, chúng ta đi bộ lạc của tên tiểu tử này nhìn xem. Đám người Vân Hà tiên tử cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, sau khi hai mặt nhìn nhau đều gật gật đầu. Bọn họ theo thiếu niên xuất phát, sau khi đi ba ngày, bọn họ mới đến nơi đóng quân mà thiếu niên nói tới. Đây là một cụm lều vải, làm thành một hình vòng tròn. Mấy ngày trước thiếu niên liền một thân một mình rời đi, đi săn giết một dã thú mạnh mẽ hơn mình, để hoàn thành lễ thành nhân của mình. Ung khâm, lối vào nơi đóng quân đang chờ một phu nhân, thật xa liền nhìn thiếu niên phất tay. Mẹ, thiếu niên cũng phất tay, chạy về phía phu nhân. Hai tử, người không có bị thương gì chứ. Phu nhân ôm chặt lấy thiếu niên, sau đó nhìn chung quanh, trên dưới đánh giá, cực kỳ quan tâm. Mẹ, ta không có chuyện gì, ung khâm nói, ở trước mặt mọi người có vẻ hơi ý tứ không tốt. Ngươi, bao tay của ngươi đâu? Phu nhân phát hiện bao tay trên tay thiếu niên không còn, lập tức kinh ngạc thốt lên. Cái này nói rất dài dòng, lăng hàn cũng đi tới. Các ngươi là người nào? Phu nhân hỏi, vẻ mặt cảnh giác, tu vi của nàng là lục liên, nhưng chỉ mở ra một lá. Nàng không có bao tay, nhưng có một miếng lót vai, lúc này đã mơ hồ phát sáng đây là bảo cuộc tương tự bao tay của thiếu niên. Lăng Hàn mỉm cười nói, người ngoại lai đi nhầm vào nơi này. Phụ nhân này thuần túy là ác ma tộc, nghĩ như thế, phụ thân thiếu niên khả năng cực cao là một thiên sứ tộc, hắn là con lai. Trong khi nói chuyện, có càng nhiều lạc dân đi ra, dồn dập nhìn chằm chằm bọn người Lăng Hàn, trong tay mỗi người đều mang theo một thiết xoa, mà trên người bọn họ đều có mũ giáp, hộ tâm kính, bao gối, bao tay. Những người này đều là vẻ mặt đề phòng, Lăng Hàn giơ hai tay nói, Chúng ta không có ác ý, chỉ là không cẩn thận tiến vào nơi này. Một lão giả tách mọi người đi ra, trong tay chống một quả trụ, đỉnh đầu đã không còn tóc, hai bạch mi buông xuống, cũng không biết sống bao nhiêu năm. Ánh mắt của hắn tràn ngập tang thương nói, các ngươi từ chỗ nào đến, lại vì sao mà đến. Lăng Hàn nói đơn giản đoàn người mình trải qua, cũng không có ẩn giấu gì, muốn thắng được tín nhiệm của người khác, tốt nhất không nên nói dối, mà hiện tại bọn họ cũng xác thực không cần ẩn giấu, người trong bộ lạc nghe xong đều lộ ra vẻ kinh ngạc ở ngoài vùng thế giới này của bọn hắn lại còn có một không gian càng rộng lớn hơn người của bộ lạc cũng không có tâm tư uốn uốn cong cong gì lăng hàn thật lòng với bọn họ bọn họ cũng lấy thật lòng báo lại nói ra bí mật nơi đây chuyện xưa của bọn họ kỳ thực rất đơn giản đời đời cư trú ở nơi này mà bọn họ theo đuổi to lớn nhất là sinh tồn bởi vì vật tư nơi này đặc biệt bần cùng muốn sống phải săn giết mãnh thú hoặc cùng mãnh thú tranh cướp động vật ăn cỏ Đám người lăng hàn đều kinh ngạc, chỉ cần bước vào nhị liên, tương đương với thần thai cảnh của tiên vực, vậy võ giả chỉ cần hô hấp linh khí liền có thể sinh tồn, bước vào sơn hà cảnh, vậy cho dù linh khí khô cạn cũng sẽ không chết, chỉ là bản thân sẽ trở nên cực kỳ suy yếu mà thôi. chương 2539, thật quái lạ. Nhưng người nơi này đều là ngũ liên lục liên, lại còn lo lắng vấn đề sinh tồn, không phải cực kỳ quái lạ sao? Không đúng, nghe người của bộ lạc nói chuyện, đám người lăng hàn cũng cảm giác được không đúng, lực lượng của mình lại rơi xuống một chút lẽ nào vì chúng ta ăn quá ít bọn họ mười mấy ngày mới ăn một bữa này ảnh hưởng đến thực lực của bọn họ cái này khó mà tin nổi linh khí nơi này gần như khô cạn hầu như không cách nào tu luyện bọn họ kinh ngạc thốt lên đây là ngay lập tức liền có thể phát hiện nhưng thẳng đến lúc này bọn họ mới kinh ngạc phát hiện phảng phất như nơi này có một lực lượng thần bí ảnh hưởng năng lực suy nghĩ bình thường của bọn họ mẹ kiếp đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì mọi người đều có chút sợ, không ăn đồ vật lại có thể chết đói, cái này nói ra quả thực là chuyện cười, nhưng hiện tại lại chân thực thành uy hiếp. Nếu linh khí thiếu thốn, vậy đám thánh thú kia là làm sao tu luyện ra được? Lam Hàn hỏi, đây là ăn đi ra, tuy nơi đây linh khí thiếu thốn, nhưng không phải là không có, chỉ là không thể dùng thủ đoạn tầm thường lấy ra, chỉ có thực vật sinh trưởng trên đất mới có thể hấp thu, mà sau khi động vật ăn cỏ ăn những cây cỏ này, tự nhiên sẽ tổn trữ ở trong cơ thể. Những động vật này bị săn bắn ăn lấy, liền có thể biến thành lực lượng cung cấp cho võ giả tu luyện. Điểm ấy mọi người có thể lý giải, chỉ là tại sao không ăn cơm sẽ chết đói đây. Rất nhanh mọi người hiểu rõ đến một tin tức rất trọng yếu khác, chính là người trong bộ lạc đều có sinh mệnh đại nạn, hiện nay tuổi thọ dài nhất kỷ lục là 800 năm. Bình thường tử vong, mà không phải bị hung thú giết chết. Chỉ có 800 năm, phải biết thiên nhân cảnh liền có thể sống 800 năm, bước vào Trảm Trần càng là vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ. Chỉ cần kháng được thiên nhân kiếp là tốt rồi, nhưng ở nơi này, sinh lão bệnh tử cũng phải cần lo lắng. Thật giống như, nơi này thiên nhân kiếp hàng năm đều sẽ phát tác một lần, vì lẽ đó, người mạnh nhất cũng chỉ có thể chịu đựng 800 năm, liền bị chém chết. Lăng Hàn suy đoán nói, đây cũng không phải không thể, bởi vì ngay cả tình huống chết đói cũng xuất hiện, vậy tần suất thiên nhân kiếp phát tác tăng cao cũng không phải là không thể được. Lăng Hàn hỏi thăm tình huống cụ thể của vùng thế giới này, nhưng tuy bộ lạc này luôn di chuyển, nhưng phạm vi hoạt động cũng vẻn vẹn giới hạn ở chu vi 2.000 dặm, khu vực xa hơn liền không được, kia là địa bàn của một bộ lạc khác, xông vào có thể sẽ gợi ra chiến tranh. Lăng Hàn đối với dụng cụ bảo vệ của bọn họ cực kỳ hứng thú, hỏi lai lịch của đồ chơi này. Hết thảy dụng cụ bảo vệ đều đến từ Thánh Sơn, lão nhân bộ lạc nói, dựa theo hắn nói, chỉ cần tập hợp đủ vật liệu chế tạo thành bao tay, bao đầu gối. Sau đó mang đi Thánh Sơn, đặt 3 năm, liền có thể lấy về sử dụng. Những dụng cụ bảo vệ này có thể tăng lên công kích, năng lực phòng ngừa của bọn họ, nhưng thời điểm sử dụng sẽ hấp thụ dòng máu của bọn họ, bởi vậy mỗi người vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng một cái, nhiều một hai kiện sẽ bị hút sạch sinh mệnh tinh huyết, sớm tử vong. Vật quý giá nhất trong bộ lạc chính là dụng cụ bảo vệ, đây là bảo đảm để bọn hắn dựa vào sinh tồn, thứ hai chính là đồ ăn, kỳ thực hai cái là tương đương, bởi vậy, người bộ lạc sẽ không biếu tặng bọn người lăng hàn dụng cụ bảo vệ, cũng không có đồ ăn chiêu đãi bọn hắn. Mới đầu đám người lăng hàn không có cảm giác đến, nhưng hiện tại cảm giác cực kỳ khát khao, thật giống như thật đã biến thành người bình thường. Chúng ta hẳn tiến vào trong lĩnh vực của một vị cường giả, nơi này vận chuyển chính là quy tắc của hắn, vì lẽ đó, chúng ta sẽ sinh lão bệnh tử, sẽ cảm giác được đói bụng. Bọn họ đều suy đoán nói, nhưng ảnh hưởng to lớn như thế, thậm chí bài xích quy tắc thiên địa bình thường, người này phải cường đại cỡ nào. Mọi người líu lưới không ngớt, thiên tôn sao, có người run giọng nói. Vân Hà Tiên Tử lập tức lắc đầu, chỉ bài xích quy tắc trong một khu vực nhỏ, tổ vương có thể làm được, chỉ là tổ vương càng mạnh có thể ảnh hưởng phạm vi càng rộng. Tiên vương ngang hàng quy tắc, bởi vậy bài xích quy tắc thiên địa ở phạm vi nhỏ vẫn có thể làm được. Nhưng coi như chỉ là một vị thập liên tổ vương, lấy thực lực của mọi người có thể phản kháng được sao? Tổ vương hẳn không đến nỗi làm chuyện vô bổ như vậy. Lăng Hàn nói, nếu không tổ vương này cũng quá tẻ nhạt. Có thể, tên tổ vương này đã hóa đạo, hoặc là trọng thương, rơi vào trạng thái vô ý thức. Hắn cũng không lo lắng quá mức, thật muốn cùng đường mặt lộ, hắn có thể để hắc tháp bạo phát, cưỡng ép xông ra, chỉ là bởi vậy, hắc tháp phỏng trừng sẽ thành phế tháp, không còn lực lượng mảy may. Vì lẽ đó, không tới thời điểm nhất định, hắn sẽ không đi vận dụng hắc tháp. Lăng Hàn mỉm cười, từ trong hắc tháp lấy ra một ít đồ ăn, nhất thời, không chỉ người của bộ lạc lộ ra vẻ thèm nhỏ rãi, ngay cả bọn người Vân Hà Tiên Tử cũng hai mắt phát sáng, đạt đến độ cao như bọn họ, trong không gian thần khí chỉ có thể thả chút tinh thạch cùng tiên dược, làm sao có khả năng sẽ có đồ ăn? Đồ ăn đổi dụng cụ bảo vệ, đổi không? Hắn cười nói, đừng gạt ta, khẳng định còn có dụng cụ bảo vệ chưa sử dụng tới. Người của bộ lạc đều nhìn chầm chầm những đồ ăn kia, liên tục nuốt nước miếng. Khách nhân tôn quý, người phải biết, kim loại khoáng thạch chế tạo dụng cụ bảo vệ cực kỳ khó có thể khai thác. Người lớn tuổi trong bộ lạc nói, đây là tiết tấu muốn cỏ kè mặc cả. Lăng Hàn không sợ những người này chào giá cao, chỉ sợ bọn họ không chịu trao đổi, bởi vậy hắn cười cợt nói. Ta có thể thêm đồ ăn, then chốt là các người có bao nhiêu đồ vật có thể lấy ra trao đổi. Lão giả cười, nếp nhăn tan ra, tựa như đóa hoa nhỏ. Song phương cò kè mặc cả, Lăng Hàn dùng lượng lớn đồ ăn đổi lấy một bộ dụng cụ bảo vệ, có thể vũ trang từ đầu đến chân, lại được bộ lạc nhắc nhở, coi như có mấy người cực kỳ cường tráng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đồng thời mang theo hai dụng cụ bảo vệ, bằng không chính là chịu chết lăng hàn gật đầu hắn trao đổi nhiều một cái bao tay sau đó ném cho ung khâm bồi thường hắn làm tổn thất sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu những dụng cụ bảo vệ này